Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie với chuỗi video về Harry Potter của chúng mình. Hành trình phá hủy trường sinh linh giá kéo dài 8 phim của Harry Potter đã trở thành một biểu tượng của nền văn hóa đại chúng. Way to Weird Movie đã từng làm một chuỗi các video về cuộc hành trình này trước đây. Thế nhưng sau khi nhận được rất nhiều yêu cầu thì chúng mình quyết định sẽ thêm thắt và tóm gọn lại nó trong vòng một video duy nhất. Nếu như các bạn muốn xem một phiên bản đầy đủ hơn nơi chúng mình giải thích và soi ra những chi tiết độc đáo của từng bộ phim thì có thể xem lại chuỗi 8 video đã được lên sóng trên Way to Weird Movie. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cuộc hành trình của cậu bé sống sót thôi nào. Let's go! Ngày 31 tháng 10 năm 1981, khi cậu bé Harry được 15 tháng tuổi, chúa tể hắc ám Voldemort đã tới sát hại cha mẹ cậu. Ngày hôm sau, Harry được bác Hagrid đưa đến trước cổng nhà Dursley. Trước đó, phù thủy vĩ đại nhất lịch sử Albus Dumbledore có một cuộc trò chuyện ngắn với người trợ thủ đắc lực của ông là bà Minerva McGonagall. Bà phản đối việc để Harry ở lại gia đình này bởi họ có thể được coi là những người Muggles xấu tính nhất. Vậy nhưng, cụ Dumbledore quả quyết rằng nhà Dursley là những người thân duy nhất còn lại của Harry. Ông tin rằng dòng máu ruột thịt này sẽ đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cậu cho đến khi trưởng thành. Sau khi đặt Harry lên bậc cửa kèm theo một bức thư, cụ Dumbledore thầm chúc cậu bé may mắn trước khi cả ba quyết định quay trở về Hogwarts. 10 năm thấm thoát thoi đưa, Harry Potter năm nào giờ đang sống dưới gầm cầu thang và bị đối xử như một người ở cho gia đình nhà Dursley. Họ che giấu quá khứ phép thuật của cha mẹ Harry và cố gắng nuôi dạy cậu như một đứa trẻ bình thường. Người anh họ hư hỏng Dudley thì thường xuyên bắt nạt và coi thường Harry. Trong một chuyến đi chơi ở sở thú, sau khi vô tình gây ra tai nạn cho Dudley, Harry đã phát hiện ra mình có nhiều khả năng rất đặc biệt. Harry sau khoảng thời gian bị cấm túc vì gây ra tai nạn cho Dudley đã nhận được lá thư nhập học đến từ trường Hogwarts. Thế nhưng dượng Vernon lại không muốn cậu đọc được nó chút nào. Sự lo sợ của gia đình Dursley lớn đến mức cả nhà đã chuyển đến một túp lều 2 tầng trên một hòn đảo hoang vắng để tránh thư cú được gửi đến mỗi ngày. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hagrid năm nào đã phá cánh cửa gỗ và đi thẳng vào trong nhà trước sự kinh hãi tột độ của nhà Dursley. Hagrid đích thân đến tặng cho Harry một chiếc bánh sinh nhật cùng với lá thư nhập học ở trường Hogwarts thông báo rằng cậu là một phù thủy. Thế nhưng gia đình Dursley đã cố ngăn cản và Vernon thậm chí còn xúc phạm cả Dumbledore. Hagrid đã trừng phạt cả ba người họ bằng cách khiến cho Dursley tham ăn mọc ra một cái đuôi lợn nhỏ ở mông. Sáng hôm sau, Hagrid đưa Harry đi mua đồ dùng học tập ở con phố phù thủy mang tên Hẻm Xéo. Sau khi Harry sắm cây đũa phép của mình và quậy tan cửa hàng của cụ Ollivander, Hagrid đã tặng cậu một con cú làm quà sinh nhật. Cả hai sau đó tiến vào quán cái vặc lùng và mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào Harry. Trước sự tò mò của cậu bé, Hagrid đã phải kể cho Harry lý do đằng sau việc cậu cực kỳ nổi tiếng ở trong thế giới phù thủy. Khi Harry vẫn còn là một đứa trẻ, một trong những phù thủy hắc ám vĩ đại nhất lịch sử, chúa tể Voldemort đã sát hại cha mẹ cậu bằng lời nguyền chết chóc. Thế nhưng đòn tấn công cuối của hắn nhằm vào Harry đã thất bại và thậm chí còn phản ngược lại khiến hắn bỏ mạng. Cậu chính là người duy nhất trong lịch sử có thể sống sót khi ăn trọn lời nguyền chết chóc. Tất cả những gì Voldemort làm được đêm đó là để lại một vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ngày nhập học đã đến, Harry băng qua sân ga ẩn số 93/4 ở nhà ga King's Cross để lên chuyến tàu đến Hogwarts. Trên chuyến đi, Harry gặp Ron Weasley, một cậu bé đến từ một gia đình phù thủy nghèo có truyền thống lâu đời, cùng với Hermione Granger, cô phù thủy nhỏ xinh xắn được sinh ra trong gia đình có cả cha và mẹ là những Muggle, một thuật ngữ để chỉ những người bình thường không có phép thuật. Cả ba có cuộc trò chuyện đầu tiên và đó cũng là sự khởi đầu cho một tình bạn vĩnh cửu. Đặt chân đến Hogwarts, Harry và các học sinh năm nhất trợn tròn mắt trước sự kỳ vĩ của ngôi trường. Harry và Ron lúc này đã có cuộc chạm mặt không mấy tốt đẹp với Draco Malfoy, cậu bé đại diện cho gia tộc Malfoy thuộc giới thượng lưu của phù thủy. Sau khi tiến vào sảnh chung, các học sinh năm nhất được chiếc mũ phân loại sắp xếp vào 4 ngôi nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin để dễ bề quản lý. Cùng với đó là cạnh tranh với nhau qua từng điểm số vì chiếc cúp nhà. Vì Slytherin được biết đến là ngôi nhà của các phù thủy hắc ám như Voldemort, Salazar, Harry cầu xin chiếc mũ phân loại không đưa cậu vào đó. Chiếc mũ bất ngờ đã đồng ý với thỉnh cầu và đặt cậu vào Gryffindor cùng với Ron và Hermione. Trong lúc vui mừng, Harry chợt để ý đến ánh mắt của giáo sư Severus Snape hướng về cậu, một bậc thầy về độc dược và là người đứng đầu nhà Slytherin. Lúc này, vết sẹo của cậu bắt đầu đau trở lại. Harry bắt đầu học tập và bắt đầu khám phá ra nhiều thứ về quá khứ của cha mẹ mình. Vào cuối tuần đầu tiên ở Hogwarts, Harry và Ron phát hiện ra rằng Gringotts, ngân hàng phù thủy, đã bị đột nhập. Căn hầm bị trộm chính là nơi mà Harry và bác Hagrid đã đến lúc trước. Bẵng đi một thời gian, Harry trong một lần bênh vực Neville đã phát hiện ra tài năng cưỡi trổi của mình và nhanh chóng được triệu tập đến đội Quidditch.
một môn thể thao nổi tiếng trong thế giới phù thủy. Cậu được giao cho vai trò tầm thủ, vị trí ngày trước cha cậu đã từng chơi rất xuất sắc. Một thời gian sau, Harry, Ron và Hermione đã có cuộc chạm trán đầu tiên với con chó ba đầu khổng lồ khi vô tình đi lạc đến hành lang cấm trên tầng 3. Hermione giận dữ với hai cậu bạn trước sự tò mò một cách dại dột đã có thể giết cả ba người. Trong lớp bùa chú ngày hôm sau, cô cũng đã thể hiện rằng mình là người biết tuốt khi chọc quê Ron trước cả lớp. Điều đó khiến Ron rất xấu hổ và nói xấu cô với Harry. Hermione vô tình nghe được điều đó và chạy vụt đi mất. Kết thúc lớp học bùa chú của giáo sư Flitwick cũng là lúc lễ Halloween bắt đầu. Trong khi mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì giáo sư Quirrell chạy thục mạng với dáng vẻ sợ hãi. Ông thông báo rằng một con quỷ khổng lồ đã lọt vào lâu đài. Khi học sinh của các nhà được yêu cầu trở lại phòng sinh hoạt chung, thì Harry và Ron lập tức nhớ ra sự vắng mặt của Hermione và đi tìm cô bé. Tìm đến nhà vệ sinh nữ thì cả hai bắt gặp con quỷ đã phát hiện và tấn công cô. Trong khi Harry đánh lạc hướng thì Ron với câu thần chú đã vô hiệu hóa con quỷ Troll thành công để cứu Hermione. Cuộc tấn công của Troll càng làm cho cả nhóm nghi ngờ về giáo sư Snape, nhất là khi ông bị thương ở chân vào đúng ngày hôm đó. Trận đấu Quidditch nghiệp dư đầu tiên của Harry cuối cùng cũng đến. Trong khi cả hai đội đang so tài căng thẳng, cây chổi của Harry lại bỗng nhiên nổi điên và suýt hất văng cậu xuống đất. Ở bên dưới, Hermione quan sát thấy thầy Snape đang nhìn chằm chằm vào Harry và lẩm bẩm bùa chú. Điều đó khiến cho cô bé tin rằng Snape đang hãm hại Harry. Với hy vọng cứu được cậu bạn, Hermione đã đốt áo choàng của Snape để đánh lạc hướng ông và những người khác, đồng thời cho phép Harry sống sót và Gryffindor cuối cùng chiến thắng trận đấu. Bộ ba sau đó đã nói chuyện với Hagrid và được ông giải thích mọi thứ, từ Snape, con chó Fluffy và một cái tên cực kỳ quan trọng là Nicholas Flamel. Giáng sinh đến, Harry nhận được một chiếc áo choàng tàng hình, thứ bảo bối khiến người mặc nó trở nên vô hình, đã từng thuộc về cha cậu trước đây. Ngay lập tức, Harry đã sử dụng nó di chuyển qua khu vực hạn chế trong thư viện để nghiên cứu thông tin về Nicholas Flamel. Thế nhưng khi tìm thấy thì cuốn sách lại đang gào thét một cách rất đáng sợ. Harry sau đó trở về phòng thì bỗng dưng phát hiện ra một chiếc gương kỳ diệu, cho phép cậu được thấy cha mẹ đã khuất của mình. Cụ Dumbledore sau đó đã đến và giải thích cho Harry rằng đó chính là tấm gương dục vọng, cho thấy ước muốn ở sâu trong trái tim của một người và rằng nó không thể giúp ích được gì khi mọi người lãng phí cuộc sống của mình do những ảo ảnh mà nó tạo ra. Tiếp tục quả quyết với suy luận của mình, bộ ba chắc chắn ai đó đang cố gắng vượt qua con chó ba đầu để chiếm đoạt thứ mà nó đang canh giữ. Cuối cùng, Harry biết được rằng cái tên Nicholas Flamel được biết đến là người chế tạo hòn đá phù thủy, thứ sản xuất ra Elixir of Life giúp người uống nó trở nên bất tử. Hagrid và Hermione sau một hồi suy luận thì phát hiện ra rằng con chó ba đầu đang canh giữ viên đá ở dưới hầm. Harry gần như lập tức kết luận rằng Snape đang cố lấy trộm nó. Đêm đó, Harry, Ron và Hermione đến thăm túp lều của Hagrid để biết thêm thông tin. Tại đây, cả nhóm hỏi Hagrid về rất nhiều thứ, bao gồm cả con rồng mới nở ra ở trong nhà ông. Thế nhưng tất cả đã bị Draco nghe lén từ bên ngoài và mách lẻo. Trên đường trở lại phòng sinh hoạt chung, họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của giáo sư McGonagall. Bà đã khiển trách cả nhóm và bốn người, kể cả Draco tài lanh, đã bị phạt chung với Hagrid ở trong rừng cấm. Tại khu rừng, tất cả chia làm hai nhóm và có nhiệm vụ truy tìm xác của một con kỳ lân đã chết. Harry và Draco được xếp cùng vào một nhóm. Trên đường đi, cả hai bắt gặp một tên trùm đầu kỳ dị đang uống máu của một con kỳ lân kia. Trong khi Draco sợ hãi bỏ chạy, thì tên trùm đầu lại cố gắng tấn công Harry. Ngay lúc sắp bắt được Harry, nhân mã Firenze đã dọa cho hắn sợ chết khiếp và bỏ đi, thoát khỏi nanh vuốt của tử thần. Harry nói rằng nhân vật trùm đầu là một phiên bản Voldemort đã suy yếu, một lần nữa khẳng định chính Snape đang cố gắng lấy viên đá để hồi sinh và khôi phục lại sức mạnh tối thượng cho Voldemort. Sau khi nghe Hagrid nói rằng con chó ba đầu sẽ ngủ nếu được bật nhạc, Harry, Ron và Hermione đã nhất trí rằng Snape là người có ý định trộm viên đá và cố gắng cảnh báo cụ Dumbledore. Thế nhưng những đứa trẻ đã chậm một bước khi cụ Dumbledore đã đi công tác ngày trước đó. Bộ ba vạch ra kế hoạch rằng Snape sẽ cố gắng đánh cắp viên đá vào đêm đó, vậy nên họ sẽ phải tìm thấy viên đá trước. Cậu nhóc Neville ngáo ngơ thấy vậy đã cố dùng lý lẽ để ngăn cản cả ba ở lại và kết quả bị Hermione đóng băng ngay lập tức. Cuộc đột nhập bắt đầu khá dễ dàng khi họ nhanh chóng vượt qua con chó Fluffy nhờ mánh khóe được Hagrid chỉ khi trước. Tại thử thách đầu, Hermione với khối kiến thức khổng lồ của mình về thực vật đã giúp cả nhóm vượt qua dễ dàng. Thử thách thứ hai yêu cầu ai muốn vượt qua phải tìm đúng chiếc chìa khóa vàng giữa hàng nghìn chiếc chìa khác. Và điều này thì không làm khó được tầm thủ Harry. Thử thách thứ ba cũng là khó nhằn nhất, yêu cầu người chơi phải thắng một trận cờ vua tỷ lệ 1-1. Ron hậu đậu đã thể hiện sự dũng cảm đa mưu của mình khi hy sinh nước cờ của bản thân giúp cả nhóm chiến thắng.
Cái giá phải trả là cậu gần như bị giết chết trong ván cờ và Hermione phải ở lại để chăm sóc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chỉ còn một mình Harry tiến vào căn phòng cuối cùng. Tại căn phòng cuối, Harry phát hiện ra rằng Snape không phải là người thèm muốn viên đá mà chính là giáo sư Quirrell, người phụ trách bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Quirrell tiết lộ rằng chính ông là người cố gắng giết Harry trong trận đấu Quidditch và chính Snape đã lẩm bẩm câu thần chú giải để bảo vệ Harry. Sau đó Quirrell buộc Harry phải nhìn vào chiếc gương ảo ảnh và tìm viên đá. Do một bùa chú do cụ Dumbledore sắp đặt, Harry tìm thấy viên đá trong túi quần của mình, cố gắng để Harry khai ra những gì mà cậu đã nhìn thấy trong gương, thế nhưng bất thành. Quirrell tháo khăn xếp và để lộ một Voldemort suy yếu đang sống ở phía sau đầu của hắn ta. Harry lúc này kinh hãi và chạy trốn khiến Quirrell nổi giận lôi đình. Hắn sau đó cố gắng giết cậu để chiếm đoạt hòn đá. Thế nhưng Harry vì một lý do nào đó có thể khiến Quirrell cháy thành tro chỉ với một cái chạm nhẹ. Khi Harry đứng dậy, linh hồn của Voldemort cũng thoát ra khỏi thân xác Quirrell và đâm xuyên qua người khiến cậu bất tỉnh trước khi chạy trốn đi mất. Chiến thắng tạm thời đã đến, Harry lúc này thức dậy tại bệnh viện của trường. Giáo sư Dumbledore đã ở bên cậu từ lúc nào và trấn an rằng viên đá đã bị phá hủy. Hermione cùng với Ron cũng đã an toàn, cụ cũng giải thích lý do Quirrell bị bỏng khi chạm vào Harry. Bởi vì khi mẹ của Harry hy sinh bản thân để cứu cậu, cái chết của bà đã cho Harry một sự bảo vệ để chống lại Voldemort. Trong bữa tiệc tổng kết cuối năm, tưởng chừng như chiến thắng đã thuộc về nhà Slytherin thì một cuộc lật kèo kinh điển nhất đã xảy ra. Cụ Dumbledore ngắt lời và thông báo rằng có một vài điểm được bonus vào phút cuối. Đầu tiên là Hermione với 50 điểm vì trí tuệ tuyệt vời. Tiếp theo là 50 điểm cho Ron vì ván cờ vua chơi hay nhất mà Hogwarts từng được chứng kiến trong nhiều năm. Và 60 cho Harry vì tâm hồn trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Cuối cùng, 10 điểm nữa được cộng cho Neville vì lòng dũng cảm dám đứng lên ngăn cản bạn bè của cậu. Những số điểm cuối cùng này đã giúp cúp nhà bất ngờ thuộc về Gryffindor. Cứ như vậy, phần đầu tiên khép lại khi Harry và toàn bộ học sinh lên trên chuyến tàu để bước vào kỳ nghỉ hè. Harry sau tất cả đã nhận ra Hogwarts mới thực sự là ngôi nhà của mình. Harry Potter và phòng chứa bí mật lấy bối cảnh sau kỳ nghỉ hè của năm học đầu tiên, trái ngược với một kỳ học đầy cảm xúc trước đó. Cậu bé sống sót của chúng ta đã phải trải qua một mùa hè khủng khiếp tại gia đình Dursley. Cậu không được phép sử dụng phép thuật ngoài khuôn khổ trường học đã đành. Điều kỳ lạ hơn là cũng không nhận được bất kỳ một lá thư nào từ hai người bạn thân là Ron và Hermione. Harry cũng không thể gửi thư cho họ vì gia đình Dursley hoàn toàn không muốn có sự dính líu tới pháp thuật. Vào ngày 31 tháng 7, cũng là ngày sinh nhật thứ 12 của mình, Harry được đến thăm và cảnh báo bởi một gia tinh tên là Dobby. Dobby nói rằng Harry sẽ gặp phải một mối nguy hiểm chết người nếu trở lại Hogwarts. Dobby đã chặn tất cả bức thư được gửi đến từ những người bạn của Harry để có vẻ như bạn bè đã lãng quên cậu, với hy vọng điều đó sẽ ngăn cản Harry quay trở lại Hogwarts. Vậy nhưng trái lại, Harry phớt lờ lời cảnh báo và quyết tâm lấy lại những bức thư đó. Hành động của Harry khiến cho Dobby quyết định rằng mình sẽ phải dùng đến vũ lực. Dobby đi xuống cầu thang và sử dụng bùa lơ lửng và một chiếc bánh kem, sau đó thả nó vào vị khách của nhà Dursley. Đương nhiên là tất cả bị quy về cho Harry tội nghiệp, bị cướp mất cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Vernon phạt Harry bằng cách lắp song sắt lên cửa sổ phòng ngủ để ngăn cậu trở lại Hogwarts. Tưởng chừng như hết đường quay lại ngôi nhà thứ hai, thì ngay tối hôm sau, Ron cùng hai anh trai là Fred và George đã đến giải cứu Harry bằng chiếc xe hơi của bố. Bộ ba sau đó cũng được đoàn tụ và tất cả trải qua thời gian còn lại của kỳ nghỉ một cách vui vẻ bên nhau trong căn nhà Weasley. Một thời gian sau, Harry đi cùng gia đình Weasley để mua một số đồ dùng học tập cho em gái của Ron là Ginny, năm nay bước vào năm nhất tại hẻm xéo. Tất cả gặp lại Hermione và ông bác khổng lồ vui tính Hagrid. Họ sau đó tham gia buổi ký tặng sách của tác giả nổi tiếng hào hoa Gilroy Lockhart, người gần đây được bổ nhiệm để dạy tại Hogwarts với tư cách là giáo sư mới của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Bộ ba sau đó tình cờ đụng độ với Draco Malfoy và cha của cậu, thống đốc trưởng Hogwarts Lucius Malfoy. Ngày hôm sau, Harry, Hermione và nhà Weasley đã cùng đi đến sân ga 93/4 tại King's Cross để bắt chuyến tàu trở lại trường Hogwarts. Thế nhưng, một thế lực vô hình đã chặn lối đi khiến cho Harry và Ron lỡ chuyến tàu. Nhanh trí cả hai quyết định tự bay đến trường trên chiếc xe của bố. Chuyến đi hạ cánh không quá êm đẹp khi cả hai đã đâm sầm vào cây liễu roi ở sân trường. Vụ tai nạn khiến đũa phép của Ron gãy làm đôi và chiếc xe hơi nổi giận đến mức đã đẩy họ ra cùng với đồ đạc trước khi biến mất vào rừng cấm. Cả hai sau đó may mắn chỉ bị cấm túc nhờ sự xuất hiện của giáo sư McGonagall. Năm học mới bắt đầu, ông thầy nổi tiếng Lockhart dần chứng tỏ mình là một người chỉ quan tâm đến danh vọng và vô cùng bất tài. Ông cũng rất thích Harry nên đã nhờ cậu giúp trả lời tâm thư của fan. Tuy nhiên, trong khi tập trung vào công việc, các sự kiện dần diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn khi Harry nghe thấy những giọng nói lạ và sau đó cậu tìm thấy con mèo của giám thị Filch đã bị hóa đá.
Trên bức tường gần đó là một thông điệp được viết bằng máu ghi: phòng chứa bí mật đã được mở và kẻ thù của người thừa kế nên hết sức thận trọng. Mọi người lúc này đều đồn đoán rằng có một con quái vật đang rình rập lâu đài với khả năng hóa đá con người theo đúng nghĩa đen. Trong một lớp học về biến hình không lâu sau, giáo sư McGonagall đã giải thích rằng theo truyền thuyết, một trong những người sáng lập ra trường là Salazar Slytherin đã xây dựng một căn phòng bí mật và giữ một con quái vật ở trong đó. Chỉ có người thừa kế của ông mới có thể mở căn phòng, điều khiển con quái vật để thanh trừng những phù thủy không mang dòng máu thuần chủng. Harry và Ron nghi ngờ Draco là người thừa kế nên Hermione đã nghĩ ra kế sách cải trang thành hai người bạn thân nhất của cậu ta là Crabbe và Goyle. Phòng thí nghiệm tạm bợ của họ nằm trong một phòng tắm đã bỏ hoang, cũng là nơi ở của một hồn ma cựu học sinh Hogwarts là Myrtle Midgut. Những ngày tiếp theo không thực sự dễ chịu với Harry khi trong cuộc đấu tay đôi của cậu với Draco tại một lớp học, Harry trong vô thức đã nói xà ngữ và điều khiển một con rắn trước con mắt của toàn bộ học sinh. Điều này vô tình khiến cho nhà trường nghi ngờ Harry là người thừa kế của Slytherin. Tuần theo kế hoạch trước đó, vào dịp Giáng sinh, bộ ba sử dụng thuốc đa dịch do Hermione pha chế để cải trang thành Crabbe, Goyle và Bulstrode để moi thông tin từ Malfoy. Thật không may, mái tóc mà Hermione lấy từ bộ đồng phục của Bulstrode là của một con mèo và thuốc đa dịch chỉ cho phép cải trang thành con người, cho nên Hermione bây giờ đang trong trạng thái là người mèo. Hermione sẽ không thể đồng hành từ bây giờ khi hình dạng người mèo của cô phải một tháng nữa mới hết. Vậy là hai chàng khờ Harry và Ron đã phải tự lực cánh sinh và tiếp cận Draco. Thế nhưng hóa ra, cậu ta lại không hề biết người thừa kế là ai. Bù lại, Draco đã vô tình cung cấp cho cả hai một manh mối về một cô gái đã chết khi căn phòng được mở lần cuối cách đây 50 năm. Một thời gian ngắn sau, Harry tìm thấy một cuốn nhật ký thuộc sở hữu của một học sinh cũ của trường có tên là Tom Riddle. Cuốn nhật ký cho Harry thấy những hồi tưởng về năm 1943, chính xác là 50 năm trước. Trong đó, Harry chứng kiến những phù thủy đang mang xác một cô gái khỏi trường Hogwarts. Cậu học sinh trẻ Tom Riddle thì cố gắng tìm ra vấn đề, cũng như buộc tội Hagrid, khi đó còn là một học sinh, rằng ông đã mở cửa căn phòng và giải thoát cho một con quái vật. Lời tố cáo của Tom đã khiến cho Hagrid bị đuổi học sau đó và vĩnh viễn không được sử dụng đũa phép nữa. Quay trở lại với dòng thời gian chính của Hogwarts, các cuộc tấn công dần gia tăng khiến cho học sinh sợ hãi tột độ. Đúng lúc này, cuốn nhật ký đột nhiên biến mất và Harry cùng Ron được giáo sư McGonagall cho xem cơ thể đã hóa đá của Hermione. Giận dữ, Harry và Ron đến gặp Hagrid để tra hỏi ông. Nhưng trước khi họ có thể làm điều đó, thì Dumbledore, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge và Lucius Malfoy đã đến trước một bước để đưa Hagrid đến nhà tù Azkaban. Nhận được thông điệp trước khi đi của Hagrid, Harry, Ron cùng với chú chó Fang đã đi gặp Aragog, còn nhận khổng lồ và cũng là người bạn của Hagrid đã tiết lộ sự vô tội của ông và nói cho cả hai manh mối về con quái vật thật sự, thứ mà ngay cả Aragog và đồng loại cũng sợ hãi và không bao giờ dám nhắc đến. Nó cũng là nguyên nhân gây nên cái chết của cô gái tội nghiệp vào 50 năm trước. Aragog sau đó ra lệnh tấn công và ăn thịt hai cậu bé. Thế nhưng với sự giúp sức của chiếc xe nhà Weasley, cả hai đã trốn thoát trong gang tấc. Hermione tuy đã bị hóa đá thế nhưng vẫn kịp để lại manh mối về con quái vật đang cư trú tại đây là một con tử xà khổng lồ. Nó có thể giết chết ngay lập tức những ai tiếp xúc trực tiếp bằng mắt và hóa đá những ai nhìn thấy nó gián tiếp. Ghép các bằng chứng lại với nhau, Harry và Ron dần hiểu ra về nguyên nhân hóa đá của Colin, Justin, Hermione, hồn ma Nick suýt mất đầu. Tất cả họ đều không nhìn thẳng vào mắt của con quái vật mà qua những chiếc máy ảnh, hình ảnh phản chiếu hay một vũng nước. Kết hợp những lời kể của Aragog vào đêm hôm trước, cả hai đưa ra kết luận rằng chính Myrtle Midgut là cô gái đã chết 50 năm trước. Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi giáo viên phát hiện ra một thông điệp mới được viết trên tường tuyên bố rằng Ginny Weasley đã được đưa vào phòng bí mật. Harry và Ron trong lúc tìm kiếm sự giúp đỡ thì phát hiện giáo sư Lockhart đang gói ghém đồ đạc định bỏ trốn. Ông ta hóa ra là kẻ lừa đảo, chuyên xóa sạch ký ức của các pháp sư khác và chiếm đoạt thành tích của họ. Cả hai kéo Lockhart vào nhà vệ sinh nữ, nơi họ phát hiện ra lối vào của căn phòng bí mật bên dưới. Harry và Ron áp giải Lockhart xuống một hầm ngục giống như mê công. Lần theo đường hầm, họ tìm ra một tấm da rắn khổng lồ. Nhân lúc hai cậu bé không để ý, Lockhart đã nhân cơ hội chiếm lấy cây đũa phép bị gãy của Ron và sử dụng nó để xóa ký ức của cả hai. Thế nhưng trong cái rủi thì có cái may, chiếc đũa vốn đã gần gãy phản ngược lại tác dụng và xóa sạch trí nhớ của hắn. Sức mạnh của câu thần chú cũng khiến cho trần hang sụp đổ, ngăn cách Harry với Ron và Lockhart. Harry phải một mình đi sâu hơn vào bên trong lối đường hầm và tìm thấy lối vào của căn phòng. Bên trong là một Ginny đang bất tỉnh.
Khi đang cố gắng kiểm tra tình trạng của Ginny, Harry được chào đón bởi những ký ức ma quái của Tom Riddle lúc 16 tuổi. Sau khi Tom tiết lộ rằng hắn chỉ là những ký ức được lưu giữ trong cuốn nhật ký, hắn thú nhận việc điều khiển Ginny mở căn phòng và viết những thông điệp đẫm máu lên tường. Tom sau đó tiết lộ tên đầy đủ của anh là Tom Marvolo Riddle, sắp xếp lại thì chính là cái tên I am Lord Voldemort. Lúc này Harry mới biết tên thật của Voldemort là Tom Riddle và chính hắn mới là người thừa kế của Slytherin. Tom tiết lộ thêm về cách hắn ta lưu giữ ký ức của bản thân năm 16 tuổi của mình trong một cuốn nhật ký để một ngày nào đó tiếp tục công việc của tổ tiên mình, loại bỏ dòng máu không thuần chủng của các phù thủy và pháp sư. Tom cũng thừa nhận mình đã đổ lỗi cho Hagrid về những cuộc tấn công và cách hắn sẽ thay thế Dumbledore để trở thành phù thủy vĩ đại nhất lịch sử. Ngay lúc này, Phượng Hoàng Fox của cụ Dumbledore đã bay đến với chiếc mũ phân loại và thả nó xuống nơi Harry đang đứng. Không để cậu bé trốn thoát lần nữa, Voldemort tự tay gọi ra con tử xà khổng lồ Basilisk từ bức tượng của Salazar Slytherin. Nhưng may thay, Phượng Hoàng Fox lúc này quay lại và đụng nát con mắt, gây nên cái nhìn chết chóc của nó, tạo ra cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi cho Harry. Sau một cuộc rượt đuổi, Harry đã có thể quay lại để cứu Ginny đang bất tỉnh. Con quái vật thì dần dần bò từ bể chứa của căn phòng đến để đánh hơi Harry. Trong khi cố gắng tìm vũ khí để chiến đấu, thanh kiếm của Godric Gryffindor đã bất ngờ xuất hiện từ chiếc mũ phân loại. Harry sử dụng nó để chiến đấu với con rắn và cuối cùng đã đâm xuyên họng kết liễu con quái vật. Tuy nhiên, một trong những chiếc răng nanh của sinh vật này đã không may xuyên qua cánh tay của Harry, khiến cậu yếu dần đi. Cảm thấy bản thân không còn nhiều thời gian, Harry sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để phá hủy cuốn nhật ký bằng chiếc nanh của chính con tử xà và từ đó ký ức của Tom Riddle mãi mãi biến mất. Ginny lúc này cũng dần dần hồi sinh từ trạng thái cận kề cái chết. Khi Harry khuyên Ginny ra khỏi phòng với Ron vì biết bản thân không còn sống được nữa, Fox đã đến để chữa lành vết thương cho Harry bằng những giọt nước mắt thần kỳ. Sau khi hồi phục, cả Ron và Harry đã có cuộc nói chuyện với cụ Dumbledore. Cụ xóa tan nỗi sợ hãi của Harry rằng cậu đáng ra thuộc về Slytherin hơn là vào Gryffindor. Cụ khẳng định với Harry rằng chính những lựa chọn mới xác định con người cậu chứ không phải khả năng vốn có và rằng người ta không thể sử dụng thanh kiếm của Gryffindor nếu không thực sự thuộc về ngôi nhà. Ngay lúc này, Lucius và gia tinh Dobby dần tiến đến và ông tỏ vẻ giận dữ ra mặt. Sau khi trải qua mọi chuyện, Harry đã hiểu ra chính Lucius đã cố tình bỏ cuốn nhật ký vào vạc của Ginny khi ông gặp gia đình Weasley tại hẻm xéo. Dobby cũng đã tiết lộ anh là người hầu của nhà Malfoy và khi biết sự phản bội của họ thì đã cố gắng bảo vệ Harry. Dobby chính là người đã phủ phép cho cánh cổng ở sân ga 9 3/4 không thể hoạt động được. Tất cả đều nhằm ngăn cản Harry quay trở lại Hogwarts. Để tỏ lòng biết ơn, Harry bỏ một trong những chiếc tất cũ của mình vào cuốn nhật ký và đưa nó cho Lucius. Lucius sau đó đưa cuốn nhật ký cho Dobby, người đã tìm thấy chiếc tất được giấu trong cuốn sách. Theo luật lệ giới phù thủy, nếu chủ nhân tặng một món quà cho gia tinh của họ thì gia tinh đó sẽ được tự do. Điều này khiến cho Lucius mất cả chi lẫn chài và cố gắng tấn công Harry. Thế nhưng Dobby, một gia tinh tự do, đã đẩy văng Lucius. Cuối cùng, Harry giờ đã trở thành ân nhân và là một người bạn tốt của Dobby. Bữa tiệc cuối năm lại đến và tất cả những người bị hóa đá đều được hồi sinh, bao gồm cả Hermione. Cụ Dumbledore thông báo rằng tất cả các kỳ thi đã được hủy bỏ và Hagrid được thả khỏi Azkaban. Sự kiện kết thúc khi Hagrid dần bước vào đại sảnh đường cùng với nét mặt hạnh phúc của Harry. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban diễn ra vào năm 1993. Harry Potter như mọi năm lại có thêm một mùa hè tồi tệ nữa tại gia đình Dursley. Cậu phải lén lút tập luyện phép thuật vào buổi đêm để tránh sự dòm ngó của dượng Vernon. Cùng với đó là phải được sự cho phép của ông nếu muốn đi dã ngoại với bạn bè tại ngôi làng Hogsmeade. Vào sinh nhật thứ 13 của mình, Harry có cơ hội để được Vernon đồng ý, miễn là cậu phải che giấu khả năng pháp thuật của mình khi cô bác đến thăm vào giờ ăn tối. Nhưng mà đời không như mơ, bà ta cố tình lăng mạ Harry và xúc phạm cha mẹ cậu, gọi James là đồ vô dụng và Lily là con khốn. Harry trong cơn tức giận đã không thể khống chế được năng lực của mình và khiến bà cô phồng lên như một quả bóng bay. Vernon tức giận lệnh cho Harry phải đặt chị của ông xuống, thế nhưng Harry nhất quyết không làm, cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng và Harry trong cơn tức giận đã bỏ trốn khỏi căn nhà của gia đình Dursley. Bước ra ngoài, Harry trong thoáng chốc đã nhìn thấy một con chó đen xù xì. Chiếc xe buýt hiệp sĩ sau đó xuất hiện và đưa Harry đến quán cái vặc lủng. Ở đó Harry biết được rằng Sirius Black, người được cho là tay sai của chúa tể Voldemort, đã trốn thoát khỏi Azkaban. Ngày hôm sau, Harry cuối cùng đã có thể đoàn tụ với những người bạn thân nhất của mình là Ron và Hermione. Harry cũng được thông báo bởi ông Arthur Weasley rằng Sirius Black đang nhắm tới cậu. Ông cảnh báo cậu phải cẩn trọng và hãy tránh xa những rắc rối.
Hội bạn sau đó cùng lên tàu đến Hogwarts, cả ba ở chung một khoang với Remus Lupin. Ông là giáo viên mới của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đột ngột, chuyến tàu bị dừng lại giữa chừng vì lũ Dementor hay giám ngục do bộ pháp thuật cử đi để tìm kiếm Sirius Black bỗng xuất hiện. Không hiểu vì lý do gì, lũ giám ngục lại đặc biệt quan tâm đến Harry và khiến cho cậu ngất xỉu, buộc Lupin phải thức dậy, đẩy lùi chúng bằng phép bùa hộ mệnh. Ngay khi học sinh tập trung tại đại sảnh đường, cụ Albus Dumbledore bây giờ đã công khai với các học sinh tin tức Sirius trốn thoát và các giám ngục đã được bộ pháp thuật thiết lập xung quanh trường để bảo vệ. Tiết học đầu tiên mà cả nhóm học chính là môn bói toán do giáo sư Sibyl Trelawney dạy. Khi cả lớp được phân công đọc lá trà tượng trưng cho tương lai của họ, Trelawney đã sợ hãi và nói với Harry rằng cô nhìn thấy chén trà của cậu có biểu tượng của cái chết. Ngoài việc bổ nhiệm Lupin, ông Buck Hagrid hiện tại cũng được công bố là giáo viên bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí mới. Biến cố xảy ra ngay tại tiết học đầu tiên do ông dẫn dắt. Draco ngang ngạnh đã cố tình khiêu khích con bằng mã tấn công cậu và kết quả là bị nó đá cho gãy tay. Tất nhiên, khi ông con Draco bị thương cũng là lúc ông bố Lucius xuất hiện, mang đến một cái án tử hình cho con vật kia. Tiết học của thầy Lupin thì diễn ra một cách vui vẻ hơn. Ngay trong buổi học đầu, Lupin đã dạy cho học sinh cách để khống chế nỗi sợ của mình khi bắt cả đám đối đầu với ông kẹ, một sinh vật có khả năng sao chép nỗi sợ của đối phương. Ở đây ta biết được rằng nỗi sợ của Neville là thầy Snape, của Ron là nhện, của Harry là giám ngục và của chính thầy Lupin là mặt trăng. Một thời gian sau, các học sinh năm 3 được phép tham quan ngôi làng Hogsmeade, nhưng vì những biến cố xảy ra ở nhà Dursley, dượng Vernon đã không ký giấy cho Harry và vì vậy cậu đành phải ở lại. Lupin sau đó đã gặp và tâm sự với Harry trên cây cầu gỗ. Ông nói rằng mình quen biết với cha mẹ của Harry và họ đều là những người tuyệt vời. Biến cố đầu tiên xảy ra khi những học sinh Gryffindor quay trở lại tháp và nhìn thấy bức chân dung của bà béo đã bị xé toạc. Dumbledore và giám thị Argus Filch sau đó đã tìm thấy bà béo tỏ ra cực kỳ sợ hãi trong một bức chân dung khác, lẩm bẩm rằng Sirius Black đã vào lâu đài và cụ thể hơn là hắn muốn vào sảnh của nhà Gryffindor. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, cụ Dumbledore đã phải để học sinh ngủ ngay tại đại sảnh đường. Giáo sư Snape thì liên tục nói rằng việc bổ nhiệm một giáo viên mới là cực kỳ nguy hiểm. Hành động đi đôi với lời nói, trong lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, Snape đã thay thế Lupin và khẳng định Lupin không có khả năng giảng dạy. Snape dạy cả lớp về khái niệm người sói và Animagus. Animagus là một phù thủy có thể chọn cách biến thành động vật khác và trở lại thành người tùy lựa chọn. Tuy nhiên, họ chỉ có thể biến thành một loại động vật duy nhất. Xui xẻo ập đến với Harry khi cậu một lần nữa đụng độ với giám ngục, lần này là trong khuôn khổ một trận Quidditch. Gần Giáng sinh, Harry định lẻn đến Hogsmeade và đã được Fred và George Weasley đưa cho tấm bản đồ đạo tặc, giúp cậu có thể vào làng thông qua một lối đi bí mật. Tại Hogsmeade, Harry tình cờ nghe được rằng Sirius Black lại chính là cha đỡ đầu của mình và là bạn thân nhất của cha mẹ cậu. Sirius cũng được cho là đã tiết lộ nơi ở bí mật của nhà Potters cho Voldemort và sát hại người bạn chung của họ là Peter Pettigrew. Nổi cơn thịnh nộ, Harry tuyên bố cậu mong được Sirius tìm thấy để có thể tự tay giết chết hắn. Những ngày nghỉ trôi qua và đã đến lúc Lupin dạy cho Harry câu thần chú tạo ra thần hộ mệnh để đẩy lùi lũ giám ngục và Harry với khả năng thiên phú đã xuất sắc làm được chỉ sau một vài lần thất bại. Trong một đêm nọ, Harry đang sử dụng tấm bản đồ đạo tặc và bất ngờ nhìn thấy tên của Peter Pettigrew, người được cho là đã chết rất lâu. Cậu chạy một mạch tới nơi, thế nhưng lại không thấy một bóng người và còn chạm mặt với giáo sư Snape. May mắn là thầy Lupin xuất hiện và khi nhìn thấy tấm bản đồ đã giải cứu Harry một phen trông thấy. Harry sau đó đã nói với thầy rằng tấm bản đồ đó có thể đã bị hỏng vì bản thân đã nhìn thấy tên của Pettigrew trên đó, mặc dù thực tế là người đó đã chết từ lâu. Sáng hôm sau, Harry, Ron và Hermione quyết định đến thăm Hagrid để an ủi ông về vụ hành quyết sắp xảy ra của băng mã Buckbeak. Trên đường đi, Hermione đã kịp thời dành tặng cho Draco một cú đấm trời giáng vào mặt vì cái tội láo nháo. Tại căn lều của mình, Hagrid đưa cho Ron con chuột Scabbers đã biến mất hồi đầu năm mà Ron tin rằng là đã chết. Trong khi bộ ba đang đuổi theo con Scabbers định bỏ trốn, thì một con chó đen to lớn đã kéo cả Ron và con chuột vào một cái hố ở dưới gốc cây liễu. Harry và Hermione theo sau và sau một hồi vật lộn với cái cây, cả hai đã tìm thấy một đường hầm dẫn đến một căn lều bỏ hoang. Đến đây, con chó đen được tiết lộ chính là Sirius Black, một Animagus. Lupin lúc này cũng ập đến và bất ngờ ôm lấy Sirius như một người bạn cũ. Sau khi đối đầu và thất bại trước Hermione, Lupin thừa nhận mình là người sói. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên khi Snape xuất hiện. Ông định bắt cả Black và Lupin và giao chúng cho các giám ngục. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Harry đã quyết định đánh gục ông và bắt Sirius Black phải nói ra bí mật về bố mẹ cậu. Lupin và Black cuối cùng đã giải thích rằng Scabbers thực ra chính là Peter Pettigrew trong hình dạng Animagus của hắn.
Mọi tội trạng mà Sirius Black bị cáo buộc thực sự là do Peter Pettigrew làm và chính hắn mới là người phản bội bố mẹ của Harry. Lupin và Sirius sau đó chuẩn bị giết chết hắn thì bị Harry chặn lại. Cậu nói với cả hai rằng đó không phải là điều mà cha cậu sẽ mong muốn. Trên đường quay trở lại Hogwarts, trăng tròn mọc lên và khiến cho Lupin biến thành người sói, tạo thời cơ cho Pettigrew trốn thoát. Lupin và Sirius sau đó đã chiến đấu trong hình dạng hóa thú của họ, mãi cho đến khi Lupin bị phân tâm và bỏ chạy sau khi nghe thấy âm thanh của một tiếng hú của người sói khác. Harry chạy theo Sirius và cả hai đều bị tấn công bởi lũ giám ngục đang đợi sẵn. Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, Harry nhìn thấy một thần hộ mệnh, hình một con hươu xuất hiện ở xa, phân tán các giám ngục và cứu sống cả hai. Harry cùng với Sirius cũng sớm bất động ngay sau đó. Thức dậy trong bệnh viện của trường, Harry quả quyết rằng chính bố cậu đã dùng phép thần hộ mệnh để cứu mình, trong khi Hermione thì cố giải thích với cụ Dumbledore. Cô phân bua rằng Sirius vô tội và tất nhiên thì Dumbledore tin chúng, nhưng cũng cảnh báo rằng sẽ không một ai khác tin câu chuyện đó. Cô cũng tiết lộ với Hermione rằng cô đang sở hữu một thiết bị có thể cứu nhiều mạng sống vô tội. Hermione cuối cùng cũng phải tiết lộ rằng mình sở hữu con quay thời gian, chính là cách giúp cô bé tham gia nhiều lớp học cùng một lúc. Ron hiện đã bị chấn thương nằm liệt giường, nên Hermione và Harry đành bỏ cậu lại, du hành ngược thời gian 3 tiếng đồng hồ và trải qua các sự kiện trong đêm trước một lần nữa. Cả hai sau đó đã giải phóng Buckbeak và quay trở lại nơi Lupin bị hóa sói. Vì chính Hermione là người đã giả tiếng sói nên cả hai bây giờ đã bị sói Lupin truy đuổi. Ngay lúc này, Buckbeak đã xuất hiện kịp thời để giải cứu và chiến đấu với Lupin. Đột nhiên, trời bỗng trở gió lạnh, cả hai nhìn thấy các giám ngục đang bay trên đầu và họ nhanh chóng lao đến hồ nước. Khi các giám ngục chuẩn bị tấn công Harry và Sirius trong quá khứ, Harry nhận ra người mà cậu nhìn thấy lúc trước thực sự là chính mình và đã sử dụng phép thần hộ mệnh. Sau khi cứu quá khứ của mình và Sirius khỏi đám giám ngục, Harry và Hermione bay trên lưng Buckbeak và đến tòa tháp, nơi Sirius bị giam cầm và giải cứu cha đỡ đầu của mình. Harry và Sirius sau đó đã tâm sự cùng với nhau. Sirius tuy đã thoát khỏi nhà tù, thế nhưng vẫn sẽ phải sống chui lủi, vẫn bị truy nã vì không có bằng chứng về sự vô tội của mình. Giấc mơ được sống với cha đỡ đầu của Harry tan vỡ, tuy nhiên ít nhất là ông tự do và an toàn trong thời điểm hiện tại. Sirius sau đó tạm biệt Harry, trèo lên con Buckbeak và bay đi. Harry và Hermione thì quay trở lại với tương lai tại bệnh viện ngay khi cụ Dumbledore rời đi và nói với cụ rằng là chúng đã thành công. Cụ với một cái liếc mắt đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra và giả vờ không biết. Cùng với đó là chúc cả hai ngủ ngon. Harry và Hermione cùng bước vào tương lai của họ trước khi quay ngược thời gian, để lại một Ron hoang mang tột độ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cuối năm học đã đến, thầy Lupin quyết định từ chức vì biết rằng mọi người sẽ không muốn một người sói dạy con của họ và trao trả lại cho Harry tấm bản đồ đạo tặc. Trở về sảnh chính, Harry được tặng Firebolt, một cây chổi đua nhanh nhất thế giới bấy giờ, từ chính người cha đỡ đầu là Sirius Black. Phim dần kết thúc với khung cảnh Harry vui vẻ cất cánh trên chiếc chổi mới của mình với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Bắt đầu khoảng một tuần trước kỳ học mới của năm thứ tư, tại dinh thự nhà Riddle, Voldemort, Peter Pettigrew hay Wormtail và một người chưa rõ danh tính đang lên kế hoạch để giết cậu bé Harry Potter. Chẳng may, ông già quản gia Frank Bryce đã tình cờ nghe được và bị chúa tể Voldemort tự tay giết hại bằng lời nguyền chết chóc. Đúng lúc này, Harry Potter giận mình tỉnh giấc vì một cơn ác mộng có liên quan. Vào lúc mặt trời mọc, gia đình Weasley và Harry đi du lịch qua chiếc khóa cảng đến giải World Cup Quidditch lần thứ 422 cùng hai bố con nhà Diggory. Sau trận đấu, trong khi tất cả còn đang hân hoan sau chức vô địch của Ireland, thì bất ngờ đám tử thần thực tử từ đâu xông đến và gây ra sự hỗn loạn lên toàn bộ khu cắm trại. Harry sau đó bất ngờ bị tách ra khỏi đoàn và bất tỉnh. Tỉnh lại sau cơn mê, khu cắm trại giờ đây đã bị tàn phá hoàn toàn. Một người đàn ông xuất hiện, kêu gọi một dấu ấn hắc ám lên bầu trời rồi bỏ đi, để lại Harry cùng với toàn bộ những người đến sau một vẻ mặt kinh hãi. Bộ ba quen thuộc ngày hôm sau lại đi trên chuyến tàu để đến ngôi trường Hogwarts thân thuộc. Hogwarts năm nay sẽ đăng cai giải đấu tam phép thuật. Năm nay, Hogwarts còn vinh dự đón hai đoàn học sinh từ hai trường Beauxbatons và Durmstrang để tham gia tranh tài. Mỗi trường sẽ cử ra một học sinh để thi đấu và mang về ánh hào quang bất diệt. Do sự kiện đã diễn ra ở khu cắm trại trước đó, không có học sinh nào dưới 17 tuổi được phép đăng ký thi đấu năm nay. Thần sáng Alastair Moody, có biệt danh là Mắt Điên, được giới thiệu là giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới. Tiết học đầu tiên dưới sự chỉ dạy của ông diễn ra một cách cực kỳ kinh khủng. Tất cả học sinh bắt đầu được tiết lộ về ba lời nguyền bất dung thứ trong giới phù thủy. Thứ nhất là Imperial hay lời nguyền độc đoán, khiến nạn nhân phải tuân theo bất cứ điều gì được sai khiến. Thứ hai là Crucial hay lời nguyền hành hạ, nạn nhân sẽ bị tra tấn một cách khủng khiếp nhất về mặt thể xác. Và cuối cùng là lời nguyền khiến người chúng nó không thể tránh khỏi cái chết, Avada Kedavra.
Tối hôm đó, ba quán quân được chọn tham gia cuộc thi tam phép thuật chính là Flu Dalloco từ Beauxbatons, Victor Crumb từ Darmstadt và Cedric Diggory từ Hogwarts. Tuy nhiên, trước khi lễ khai mạc bắt đầu, mảnh giấy da thứ tư bất ngờ bay lên và tiết lộ cái tên cuối cùng, Harry Potter. Các hiệu trưởng bắt đầu tranh luận với nhau, trong khi Harry thì liên tục phủ nhận mình đã bỏ giấy vào cốc. Tuy sự việc dần trở nên hỗn loạn thì những đạo luật trước đó vẫn không thể bị phá bỏ. Harry vẫn phải tham gia cuộc thi tam phép thuật và từ bây giờ cậu chính thức trở thành một quán quân. Đa số học sinh trong trường thì tin rằng Harry đã tự bỏ tên mình vào chiếc cốc dẫn đến sự việc này, kể cả Ron. Trở về phòng sau cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo tiên tri, Harry nhận được bức thư từ Sirius nói rằng muốn gặp cậu tối nay. Ông nhắc nhở Harry phải cẩn thận với những kẻ mới đến Hogwarts và tuyệt đối phải giữ bạn bè sát gần bên. Tối hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của Ron và Hagrid, Harry được hé lộ những điều mà mình phải đối mặt trong cuộc thi tới. Đó chính là lấy trứng của những con rồng cực kỳ hung dữ và hiếu chiến. Cậu cũng thông báo cho Cedric về nhiệm vụ đó. Mắt điên thì liên tục động viên và bênh vực Harry. Ông còn chỉ cho cậu một số mánh khóe để vượt qua cuộc thi. Ngày thi đã đến, và thật tệ là Harry đã bốc phải con rồng đáng sợ bậc nhất. Nhưng nhờ lời khuyên của Moody cùng với sự mưu mẹo, cậu đã có thể lấy được quả trứng. Ron bây giờ cũng nhận ra rằng không đời nào Harry lại tự đặt bản thân vào nguy hiểm như vậy. Và dần dần, cả hai bắt đầu làm lành với nhau. Trong những ngày nghỉ đông, Hogwarts đóng vai chủ nhà cho một buổi dạ hội truyền thống của giải tam phép thuật. Ron sau đó đã nói những lời khá ngu ngơ để mời Hermione. Và tiếc là cô đã đồng ý với người khác trước đó. Điều tương tự cũng xảy ra với Harry khi cậu quyết định mời crush từ đầu năm học là Cho. Tất cả mọi người đều vui vẻ trong buổi tối hôm đó, chỉ trừ Harry và Ron. Sáng hôm sau, trong khi đang loay hoay không biết phải làm gì với nhiệm vụ thứ hai, Cedric đã trả ơn mách nước của Harry khi nói với cậu cách giải ra manh mối với quả trứng là nên đi tắm. Làm theo Cedric, Harry lắng nghe quả trứng vàng trong phòng tắm và suy luận chính xác rằng nhiệm vụ thứ hai liên quan đến một chuyến đi vào Hồ Đen. Để tìm thứ gì đó đã bị đánh cắp, Neville Longbottom sau đó đã trợ giúp Harry bằng cách đưa cho cậu cỏ mang cá, cho phép người dùng thở được liên tục một tiếng đồng hồ dưới nước. Với sự trợ giúp này, Harry đã có thể giải cứu Ron đang bị giam dưới hồ nước. Cậu cũng cứu luôn cả Gabriel khi quán quân của trường Beauxbatons là Flu. Hiện đã bị một sinh vật gần giống tiên cá tấn công. Hành động cứu Gabriel của Harry, cho dù cô không phải là con tin của cậu, cho phép cậu giành được vị trí thứ hai chỉ đứng sau Cedric, đồng thời kiếm được cho cậu hai nụ hôn từ chính Flu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Harry gặp Barty Crouch Sr. Ông đã chúc mừng cậu vì thành tích tuyệt vời và nói rằng bố mẹ Harry sẽ rất tự hào về cậu. Cuộc nói chuyện giữa hai người bị ngắt khi Moody mắt điên xuất hiện, khuyên nhủ Crouch không nên cố gắng chiêu mộ Harry như một thực tập sinh. Khi Barty đi gần lại, Moody lại bất giác lẻ lưỡi ra. Hành động này của ông khiến cho Barty tỏ ra cực kỳ hoang mang và sợ hãi. Một hồi sau, trong khi lang thang trong rừng cùng với Hagrid và những người khác, Harry tìm thấy xác của Crouch và sau đó đi đến văn phòng của Dumbledore. Trong lâu đài, Cornelius Fudge tranh luận với Dumbledore và cương quyết nói với cụ rằng mình sẽ là một kẻ hèn nhát nếu như hủy bỏ giải đấu tam phép thuật lúc này. Cả hai cùng với Moody mắt điên rời khỏi văn phòng khi biết đến sự hiện diện của Harry. Với bản tính tò mò, Harry vấp ngã và chạm vào một công tắc được ẩn đi để lộ một chậu tưởng ký, thứ dùng để lưu trữ ký ức của mỗi người một cách chân thực nhất. Harry chậm chậm tiến lại nhưng đột ngột rơi xuống đó. Sau khi ngã vào ký ức, Harry đối diện với một phòng xử án và kế bên là cụ Dumbledore. Tại đây, Harry biết được rằng Igor Karkaroff, hiệu trưởng của Darmstadt, từng là tử thần thực tử và Barty Crouch Sr. từng có một đứa con trai cùng tên. Harry đột nhiên nhớ lại rằng con trai của Barty Crouch trông rất giống người đàn ông vô danh trong giấc mơ của mình. Sau khi thoát ra khỏi vùng ký ức, Harry vội vàng thông báo cho cụ Dumbledore về chi tiết này, nhưng cụ khuyên Harry hãy gạt nó ra khỏi tâm trí của mình. Quay trở lại tháp Gryffindor, Harry bị Snape gọi vào và chế nhạo một cách ác ý vì ông nghĩ Harry lấy trộm nguyên liệu từ phòng của mình. Snape nói rằng mình biết Harry và những người bạn đang sản xuất thuốc đa dịch. Ông khẳng định mình sẽ điều tra lý do vì sao. Thoáng chốc đã tới nhiệm vụ cuối cùng của cuộc thi. Phòng thi này bao gồm một mê cung và các quán quân chỉ cần tìm chiếc cúp vô địch ở phần trung tâm đã được đặt bởi Alastair Moody. Mê cung được cho là phù phép để làm mất phương hướng của các quán quân. Trong thử thách mê cung, Crumb làm choáng Flu và cố gắng làm điều tương tự với Cedric nhưng ngay lập tức bị choáng khi Cedric đã nhanh tay hơn. Đột nhiên Cedric bị rễ cây tóm lấy và gần như chúng bị nhấn chìm xuống. Trước quyết định cứu bạn và giành lấy chiếc cúp vinh quang, Harry đã chọn cứu giải thoát cho Cedric. Cả hai sau đó cùng nhau đặt tay lên chiếc cúp, nhưng hóa ra nó lại là một chiếc khóa cảng và bị dịch chuyển đến một khu nghĩa địa.
Tại đây, Harry nhớ ra những ký ức của mình về giấc mơ mình đã mơ thấy suốt cả mùa hè. Vết sẹo của cậu cũng dần trở nên đau đớn. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, Harry tuyệt vọng bảo Cedric hãy quay trở lại chỗ chiếc cúp. Thế nhưng lúc này thì Voldemort cùng đuôi chùn Peter Pettigrew xuất hiện. Cedric đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Wormtail ghim lời nguyền chết chóc và chết ngay tại chỗ, trong khi Harry bị ghim vào bức tường của thần chết. Wormtail thả Voldemort vào một cái nồi, đặt một khúc xương của Thomas Riddle, cha của Voldemort vào đó, tự chặt một bàn tay và lấy một ít máu của Harry. Tất cả những điều này để hồi sinh chúa tể Voldemort. Voldemort sau đó giải thoát cho Harry và buộc cậu phải đấu tay đôi với hắn. Khi cả hai đang đọ sức, phép thuật của cả hai khiến linh hồn của những người bị giết bởi Voldemort bỗng chốc quay lại. Cha của Harry đã nói với cậu rằng, ngay sau khi kết nối bị phá vỡ, họ sẽ kìm chân hắn ta lại trong vài giây để Harry có cơ hội trốn thoát. Ngay sau khi Lily ra lệnh, các linh hồn tạo nên một vùng nhiễu loạn cho phép Harry có đủ thời gian để đến bên xác của Cedric để mang chiếc khóa cảng lại gần và dịch chuyển về Hogwarts, bỏ lại sau lưng sự tức giận của Voldemort. Khi Harry quay trở lại Hogwarts, tiếng reo hò chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi cho đến khi toàn bộ học sinh và giáo viên nhìn thấy cái xác của Cedric Diggory, cùng với đó là một Harry đang thất hồn bạt vía, kể lại việc Voldemort đã trở lại. Moody mắt điên sau đó bí mật đưa Harry rời khỏi và đi đến văn phòng của ông, tiết lộ mình chính là người đứng sau tất cả những sự kiện trong năm. Chính ông là người bỏ tên Harry vào chiếc cốc lửa và làm mọi cách để Harry có thể chiến thắng. Ngay trước khi Moody định làm gì đó với Harry, cụ Dumbledore đã kịp thời đến, phá cửa và cùng với giáo sư Snape hạ gục hắn ngay lập tức. Snape lúc này đổ nguyên lọ thuốc nói thật vào miệng Moody để làm hắn chỉ nơi giam giữ thần sáng Moody thật sự. Thuốc đa dịch giờ đây dần dần hết hiệu lực và kẻ mạo danh dần dần lộ diện, đó chính là Barty Crouch Jr., kẻ đã giả danh thần sáng Moody để xâm nhập Hogwarts từ đầu năm học, đánh lừa toàn bộ học sinh và giáo viên, đảm bảo Harry tiến tới nhiệm vụ thứ 3 và cũng là người đã đánh cắp nguyên liệu từ kho của Snape. Ngày hôm sau, một lễ tưởng niệm được tổ chức tại đại sảnh đường để tưởng nhớ sự hy sinh của Cedric Diggory. Và trái với sự phản bội và che giấu của bộ trưởng, cụ Dumbledore tuyên bố chúa tể hắc ám Voldemort đã chính thức trở lại một lần nữa. Cuối cùng, tất cả học sinh đã có một buổi chia tay hai ngôi trường khác. Harry, Ron và Hermione thì suy nghĩ về những sự kiện đã xảy ra. Từ bây giờ, mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng lấy bối cảnh sau cái chết của Cedric Diggory và chúa tể Voldemort đã chính thức trở lại với hình dạng mạnh mẽ nhất. Phim mở đầu với việc Harry đụng độ với Dudley cùng đám bạn. Trong lúc hai bên đang căng thẳng, mây đen ùn ùn kéo đến. Theo sau là đám giám ngục tấn công cả hai. Harry đã buộc phải dùng đến phép thần hộ mệnh để giải nguy. Bà Fig sau đó xuất hiện và dẫn dắt hai cậu bé trở về nhà an toàn. Bà tiết lộ mình được Dumbledore giao nhiệm vụ canh chừng Harry sau sự trở lại của chúa tể hắc ám. Về đến nhà, một bức thư từ bộ pháp thuật đã được gửi đến. Theo đó, Harry chính thức bị đuổi khỏi Hogwarts vì dám sử dụng phép thuật trước mặt một Muggle. Tưởng chừng như mọi chuyện đã được an bài, thì vào buổi đêm, một nhóm những thần sáng với sự chỉ huy của Alastair Moody đã đến để đưa Harry đến một nơi bí mật. Moody tiết lộ rằng cụ Dumbledore đã xin đình chỉ lệnh trục xuất để chứng minh sự vô tội của Harry. Tất cả đến nơi mà Hội Phượng Hoàng được thành lập, Harry cũng gặp lại Hermione và Ron tại đây. Cả hai nói rằng mình không thể gửi thư cho Harry cả mùa hè vừa rồi là do lệnh của cụ Dumbledore. Harry thì cuối cùng cũng được gặp lại cha đỡ đầu Sirius Black. Cậu cũng biết được rằng bộ pháp thuật đang chống lại mình và cụ Dumbledore. Họ một mực phủ định việc chúa tể hắc ám đã quay trở lại. Buổi điều trần của Harry diễn ra vào ngày hôm sau. Cụ Dumbledore ra sức bảo vệ cho Harry, trong khi Cornelius lại nghi ngờ những điều mà Harry kể lại về ngày hôm đó. Rất may là bà Fig đã có mặt kịp thời để đưa ra lời khai với tư cách là nhân chứng. Dumbledore quả quyết rằng Voldemort là kẻ đứng sau cuộc tấn công, nhưng với sự sợ hãi trên khuôn mặt, Cornelius phủ nhận điều đó. Cuối cùng, cụ Dumbledore nhắc nhở tất cả rằng việc đuổi học Harry là vô căn cứ vì phép thuật có thể sử dụng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng và sau đó Harry Potter đã được xóa mọi tội danh. Một lúc sau, Harry trước khi lên chuyến tàu đến Hogwarts đã có cơ hội nói chuyện riêng với Sirius Black. Sirius đã nói cho Harry cùng biết về Hội Phượng Hoàng, một tổ chức gồm có ông, cha mẹ của Harry cùng rất nhiều người khác. Ngay sau khi Harry, Ron và Hermione đến Hogwarts, một số thay đổi trong bộ máy giáo viên đã diễn ra. Dolores Umbridge với vẻ mặt nham hiểm chính là giáo viên mới của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tại ký túc xá, có vẻ như không ai tin rằng Voldemort đã trở lại và Seamus đã thay mặt tất cả đối chất với Harry một trận ra trò. Sau khi được Ron khuyên can, Harry quay lại giường ngủ và cậu lại gặp ác mộng một lần nữa.
Ngày hôm sau, chính là tiết học đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Umbridge. Bà ta giới thiệu một kỳ thi mới buộc học sinh phải tuân theo cùng với một mớ lý thuyết chờ đợi tất cả trong năm học mới này. Umbridge cũng khẳng định rằng tất cả sẽ được an toàn và không việc gì phải thực hành những câu thần chú. Khi Harry quyết định lên tiếng về việc chính mắt cậu trông thấy Voldemort, Umbridge nổi điên lên và mời cậu vào phòng trà. Tại đây, Harry đã phải hứng chịu một hình phạt cực kỳ kinh khủng và gián tiếp khắc lên tay mình cho đến chảy máu dòng chữ "I must not tell lies". Sau sự kiện này, Harry lại càng giận dữ và xa lánh mọi người hơn. Umbridge thì ngày càng được đà lấn tới. Bà ta đặt ra một loạt những điều luật hà khắc với tư cách là thẩm tra viên cấp cao của Bộ Pháp thuật, bắt đầu với việc đánh giá hàng loạt những giáo viên hiện tại của Hogwarts xem họ có đủ trình độ để giảng dạy hay không. Học sinh cũng không được chơi đùa như trước. Đỉnh điểm là khi Umbridge muốn sa thải giáo sư Trelawney, người đã giảng dạy tại Hogwarts 16 năm, buộc cụ Dumbledore phải ra mặt bảo kê. Dumbledore sau đó cũng làm lơ Harry, mặc cho cậu cố gắng tiếp cận. Tối hôm đó, Sirius đã liên lạc với bộ ba và giải thích chuyện gì đang xảy ra tại Hogwarts. Bộ pháp thuật không hề muốn học sinh được học cách chiến đấu vì sợ rằng cụ Dumbledore đang vận động một đội quân để chiếm lấy bộ. Đối mặt với sự thối nát của Umbridge và bộ pháp thuật tiếp tục phủ nhận việc Voldemort trở lại, bộ ba quyết định lập nên một nhóm gọi là đội quân của Dumbledore gồm rất nhiều học sinh của ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Trong một lần tình cờ, Neville Longbottom tìm thấy phòng yêu cầu, một căn phòng ẩn trong trường Hogwarts, cung cấp những thứ mà họ cần. Cả nhóm cũng quyết định rằng Harry sẽ là giáo viên mới của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Các sinh viên sử dụng căn phòng để tập luyện và Harry bắt đầu mối quan hệ với Cho. Tuy nhiên, Umbridge lúc này cũng nghe loáng thoáng được đội quân của Dumbledore đã được thành lập nên đã cấm hầu hết các hội nhóm của học sinh. Một đêm nọ, Harry có một giấc mơ về một cuộc tấn công nhằm vào Arthur Weasley và điều này thực sự cứu sống ông ngoài đời. Harry sau đó đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và chất vấn cụ Dumbledore. Cụ chỉ bình tĩnh giao Harry cho Snape, nói ông dạy cho Harry bài học để ngăn tâm trí cậu bị điều khiển bởi Voldemort. Thời gian trôi qua và lại đến Giáng sinh, Harry lúc này quây quần bên cạnh gia đình nhà Weasley tại địa điểm bí mật của Hội Phượng Hoàng. Harry lo sợ rằng mình sẽ trở thành một Voldemort thứ hai, nhưng Sirius đã phủ định điều đó và nói rằng chúng ta mới là người quyết định bản thân trở thành người như thế nào. Thời điểm cả ba quay lại Hogwarts cũng là lúc mà Hagrid trở về. Ông tiết lộ mình đã có cuộc trò chuyện với những người khổng lồ để lôi kéo họ không đứng về phía những tử thần thực tử. Cùng lúc này, người chị họ tâm thần của Sirius, Bellatrix Lestrange, cũng chính là người đã tấn công bố mẹ của Neville Longbottom đến chết, đã trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban cùng với 9 tử thần thực tử bị kết án khác. Trong lúc đội quân của Dumbledore đang luyện tập hăng say, Umbridge đã cùng với đội sao đỏ nhà Slytherin xông vào và bắt tại trận. Họ đưa Harry và Cho đến văn phòng của Dumbledore cùng với bộ trưởng và một vài người khác. Dumbledore phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tổ chức vì xét cho cùng, nó được gọi là đội quân của Dumbledore. Vị hiệu trưởng này lúc này vô tình lại bị hại bởi chính những học sinh ngây thơ của mình và ngay trước khi bị áp chế đi, cụ đã nhanh tay thoát đi trước. Vắng Dumbledore, năm học lại trở về trạng thái kinh khủng như trước khi Umbridge hiện nay đã có thể toàn quyền can thiệp vào Hogwarts. Bà ta đã ra thêm hàng đống những đạo luật khắc nghiệt và học sinh sẽ bị thẩm tra nếu có biểu hiện nghi vấn. Trong buổi luyện tập tiếp theo của Harry với Snape, Harry đã vô tình đọc được những suy nghĩ trong đầu của ông, nhờ đó mà nhìn thấy những ký ức đau thương nhất, bao gồm hình ảnh cha mình và Sirius Black đã bắt nạt Snape không ngừng. Tức giận trước sự xâm nhập bất ngờ, Snape từ chối tiếp tục luyện tập với Harry và lệnh cho cậu ra ngoài. Vài ngày sau, trong một bài kiểm tra, cặp song sinh Weasley đã nổi dậy và đốt pháo đủ loại ở đại sảnh đường, gây ra sự hỗn loạn cho Umbridge và phá hủy nhiều sắc lệnh mang tính áp bức của bà ta. Cặp song sinh rời trường Hogwarts sau đó để tổ chức lễ kỷ niệm trong sự hân hoan từ cả học sinh và thậm chí là một số giáo viên. Sau sự ra đi của cặp song sinh, Harry nhìn thấy cảnh Sirius bị Voldemort tra tấn trong sở huyền bí. Hermione chỉ ra rằng Voldemort có thể chỉ lừa cậu để dụ cậu vào chồng. Nhưng Harry quả quyết rằng Sirius là người thân duy nhất của cậu còn sót lại. Harry, Ron và Hermione sau đó chạy đến lò sưởi của Umbridge để báo cho Hội Phượng Hoàng. Harry thì muốn đến đó một mình để giải quyết mọi chuyện. Trong lúc cả ba đang mất tập trung, Umbridge xông vào và tóm gọn cả nhóm. Bà ta đề nghị với Snape dùng thuốc sự thật để moi ra thông tin từ Harry. Nhưng trái lại, Snape quả quyết rằng bà đã sử dụng hết chỗ thuốc đó để bắt cho Cho khai ra sự thật về căn phòng yêu cầu. Snape rời đi, sau đó bất chấp lời cảnh báo bí mật từ phía Harry. Trong lúc Umbridge định sử dụng lời nguyền tra tấn lên Harry để lấy thông tin từ cậu, thì Hermione đã nhanh trí lừa Umbridge vào rừng cấm, nơi được cho là cất giấu vũ khí bí mật
của Dumbledore. Cả hai sau đó đã dẫn bà ta đến nơi ẩn náu của người anh em cùng cha khác mẹ của Hagrid. Tại đây, Umbridge đã bị tấn công bởi những nhân mã sau khi bà ta buông những lời cay đắng và còn tấn công họ. Umbridge sau đó còn bị những nhân mã kéo lê lết vào trong khu rừng. Harry, Hermione và Ron sau đó đã cùng với Luna, Neville và Ginny bay đến bộ pháp thuật để cứu Sirius. Cả bọn đi tìm Sirius trong sở huyền bí. Sau nhiều lần thất bại trong việc xác định vị trí của sảnh tiên tri, họ bắt gặp quả cầu với lời tiên tri của Harry Potter và chúa tể Voldemort. Ngay sau đó, rất nhiều tử thần thực tử, bao gồm Lucius Malfoy và Bellatrix Lestrange, phục kích cả bọn ngay sau khi Harry chạm vào lời tiên tri. Một trận chiến nảy lửa đã xảy ra sau đó. Cả đám với sự rèn luyện trước đó đã có một trận combat ra trò với những tử thần thực tử. Tuy nhiên, cuối cùng thì bọn chúng cũng đã khống chế được và đe dọa sẽ giết hết nếu Harry không giao quả cầu tiên tri. Ngay trong lúc quả cầu gần chạm đến tay Lucius, những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng đã đến để giải nguy. Snape chính là người báo cho họ. Sau khi tước được đũa của Lucius và tưởng như đã giành chiến thắng, Bellatrix bỗng từ đâu xuất hiện và găm lời nguyền chết chóc khiến Sirius phải bỏ mạng. Chứng kiến người cha đỡ đầu của mình bị giết hại ngay trước mắt, Harry đuổi theo Bellatrix và đánh gục ả bằng lời nguyền tra tấn. Một giọng nói bỗng thì thầm vào tai Harry, thúc giục cậu hãy giết bà ta bằng lòng hận thù. Nhưng rồi Harry nhận ra rằng Voldemort đang dụ dỗ mình đi theo con đường tà đạo nên đã không làm. Voldemort sau đó tỏ ra khinh thường Harry và ngay trong lúc đang định giết cậu, cụ Dumbledore đã đến kịp thời. Một trận chiến kinh thiên động địa đã xảy ra giữa Dumbledore và Voldemort. Điều này vô tình tạo cơ hội cho Bellatrix trốn thoát. Cụ Dumbledore lúc này cũng chống trả thành công tất cả những đòn tấn công của chúa tể hắc ám và dường như trong một khoảnh khắc cụ đã có thể đánh bại hắn ta. Thất bại trong việc đối đầu tay đôi với Dumbledore, Voldemort lúc này điều khiển suy nghĩ của Harry để biến cậu trở thành kẻ xấu xa. Nhưng trong giờ phút sinh tử, tình bạn và tình yêu đã khiến cho Harry ngăn chặn thành công việc Voldemort xâm nhập vào tâm trí của mình. Khi các quan chức của bộ đến, Voldemort đã chủ động biến mất để khỏi gây sự chú ý, thế nhưng những quan chức của bộ vẫn có thể nhìn ra là hắn ta. Cornelius buộc phải thừa nhận chúa tể hắc ám đã chính thức quay trở lại và ông phải từ chức trong sự ô nhục. Umbridge bị sa thải khỏi Hogwarts. Trong khi Lucius Malfoy và những tử thần thực tử khác được gửi đến Azkaban, cụ Dumbledore được phục hồi cương vị hiệu trưởng. Khi tất cả trở về, cụ Dumbledore và Harry thảo luận về lời tiên tri và Harry phát hiện ra rằng cuối cùng cậu và Voldemort đã được định sẵn để chiến đấu với nhau lần cuối và chỉ có một người có thể sống sót. Mặc dù tương lai đen tối đang chờ đợi, Harry vẫn kết thúc năm học với sự lạc quan vì cậu có bạn bè ở bên. Harry Potter và Hoàng tử Lai bắt đầu ngay sau khi sự kiện tại Bộ Pháp thuật với gương mặt hoảng loạn của Harry Potter. Vào thời điểm này, các tử thần thực tử bắt đầu lộng hành và tàn phá cả thế giới của những Muggles. Bọn chúng còn cả gan đốt cửa hàng bán đũa phép tại hẻm xéo và bắt cóc ông Ollivander. Harry trong một lần ngồi đọc báo về sự tàn phá của đám tử thần thực tử thì bắt gặp cụ Dumbledore. Cụ cảnh báo rằng Harry đang tỏ ra thiếu thận trọng trong mùa hè này và cả hai cùng độn thổ đến ngôi làng Bulley Barberton. Cả hai tiến vào một ngôi nhà dường như đã bị bỏ hoang và tìm thấy cựu giáo sư Horace Slughorn. Ông hiện tại đang bị bám theo bởi lũ tử thần thực tử và phải thay đổi nơi ở liên tục. Tại đây, Horace đã trò chuyện với Harry và kể cho cậu những học sinh mà ông từng giảng dạy, bao gồm cả Lily. Cụ Dumbledore lúc này mới tiết lộ ông muốn Horace trở lại Hogwarts dạy học và để mắt tới Harry. Dumbledore sau khi căn dặn Harry thì đưa cậu trở về với nhà Weasley. Tại đây Harry gặp lại những người bạn thân nhất của mình. Gia đình của Ron và Hermione đều không muốn con mình trở lại Hogwarts vì quá nguy hiểm. Nhưng Harry đã trấn tĩnh hai người bạn và nói rằng ở đó là an toàn nhất vì có cụ Dumbledore. Ở một diễn biến khác, Narcissa Malfoy cùng với Bellatrix Lestrange tiến đến ngôi nhà có sự xuất hiện của Snape. Narcissa sau đó đã tỏ ra rất lo lắng khi nói tới nhiệm vụ mà chúa tể hắc ám đã giao cho đứa con trai của mình. Snape phải bảo vệ cho sự an toàn của Draco bằng lời thề bất khả bội. Bộ ba của ta sau khi ghé qua cửa hàng bán đũa đã bị tàn phá thì bắt gặp Draco đang tham gia vào một nghi lễ gì đó cùng với những tử thần thực tử khác. Nghi ngờ về hành động của Draco, Harry đã lén dùng chiếc áo choàng tàng hình để ẩn náu bên trên chỗ để đồ của cậu ta trên chuyến tàu. Tuy nhiên, Draco đã biết được điều này và dùng phép làm đông cứng Harry, đồng thời tặng cậu một liên hoàn cước. Rất may Luna đã tình cờ phát hiện và giải thoát cho Harry. Tại đại sảnh đường, Dumbledore công bố những thay đổi trong cơ cấu bộ máy giáo viên. Giáo sư Horace Slughorn đã quay trở lại với bộ môn độc dược và Snape chính là người phụ trách bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cụ Dumbledore cũng nhắc nhở tất cả về việc an ninh của Hogwarts sẽ được thắt chặt trong kỳ học để ngăn chúa tể hắc ám xâm nhập. Một lúc sau, nhận được thông báo của giáo sư Minerva McGonagall, Harry đã được đặt cách để vào học môn độc dược của giáo sư Horace.
Tuy nhiên, khi đến nơi, cả hai đã không chuẩn bị sách và phải sử dụng những cuốn sách cũ có trong tủ. Bài học đầu tiên chính là điều chế dung dịch cái chết đang sống, với phần thưởng là một lọ dung dịch may mắn. Trong khi cả lớp vẫn đang loay hoay với việc điều chế, thì Harry với những trích dẫn trong một quyển sách kỳ lạ đã rất dễ dàng để hoàn thành bài kiểm tra. Tiến tới văn phòng của cụ Dumbledore, cậu nhận những lời khen được truyền từ giáo sư Slughorn. Cụ đưa Harry đến chỗ chậu tưởng ký và cho cậu xem những ký ức của mình khi lần đầu tiên gặp Tom Riddle hay Voldemort hồi bé. Dumbledore cũng tiết lộ rằng ông mời Slughorn về không chỉ để dạy môn độc dược mà còn bởi ông đang giấu một bí mật về chúa tể Voldemort mà chỉ Harry mới có thể tiếp cận. Trở về với cuộc sống thường ngày, Ron hiện tại đã trở thành một thủ môn của đội Quidditch và có một fan cứng là Lavender Brown. Điều này khiến Hermione nổi khùng suốt ngày hôm đó. Harry cũng không thể giữ bí mật về cuốn sách lạ lâu thêm được nữa, hóa ra nó thuộc về một người với bí danh là Hoàng tử Lai. Ngày hôm sau, trong một lần đi vào quán Ba Cây Chổi để uống bia, cả ba đã được giáo sư Slughorn mời đến bữa tiệc Giáng sinh của ông. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì đã chứng kiến một cảnh tượng đến lạnh sống lưng, một cô bé bị vong nhập và ngất xỉu, bên cạnh là một sợi dây chuyền đã bị yểm bùa. Tối đó, Harry đã tham gia câu lạc bộ của Slughorn để ăn tối và có một cuộc trò chuyện riêng sau bữa ăn. Tại đây, cậu cố để moi móc những thông tin từ Slughorn nhưng đều không thành công. Ron thì ngày hôm sau đã trở thành người hùng của Gryffindor khi thi đấu tuyệt hay để mang về chiến thắng chung cuộc. Cậu cũng đã chính thức công bố tình cảm với Lavender, để lại cho Hermione một sự tức giận và tổn thương sâu sắc. Vào kỳ nghỉ Giáng sinh, Harry quay trở lại ngôi nhà của gia đình Weasley và hội ngộ với Remus Lupin. Trong lúc cả nhà đang quây quần, một đám tử thần thực tử đã xông tới bao gồm cả Bellatrix Lestrange. Mụ ta dụ Harry ra khỏi ngôi nhà và tiến vào đầm lầy, khiến những người khác phải lao ra theo sau đó. Khi tất cả trở lại thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, để lại một Harry cực kỳ hối hận vì những gì mình đã gây ra cho những người xung quanh. Trở về Hogwarts, Dumbledore lập tức triệu tập Harry và cho cậu xem nốt những ký ức mà Slughorn đã có khi ở cùng với Tom Riddle. Cụ khẳng định rằng đây là những ký ức đã bị chỉnh sửa và có lẽ ông ta đã quá nhục nhã về nó. Cụ lần này nói thẳng với Harry rằng bằng mọi giá phải lấy được những ký ức thực sự. Ron hiện tại đã bị trúng tình dược của Lavender và Harry đã phải đưa cậu đến văn phòng của thầy Slughorn để chữa trị. Tuy nhiên, sau khi uống một ly rượu của thầy, Ron lập tức lên cơn co giật suýt chết. Hóa ra có người đã cố gắng đầu độc chai rượu mà ông định tặng cho Dumbledore. Harry tiếp tục nghi ngờ về hành động của Draco, nhưng không thể hiểu nổi cậu ta đang muốn làm gì. Tức nước vỡ bờ, Harry dồn Draco vào nhà vệ sinh và sau đó một trận đánh nhau ngắn đã xảy ra. Harry sử dụng lời nguyền Sectum Sempra từ cuốn sách của Hoàng tử Lai khiến Draco bị thương nghiêm trọng. Rất may Snape đã đến nơi và kịp thời đảo ngược câu thần chú, cứu lấy Draco một mạng. Sau sự việc này, Ginny thuyết phục Harry giấu cuốn sách trong phòng yêu cầu để ngăn anh sử dụng nó một lần nữa. Ở đó họ phát hiện ra một chiếc tủ biến mất, cũng là thứ mà Draco đã cố gắng sửa chữa, thế nhưng cả hai lại không nghĩ gì thêm về nó. Ginny cũng lén giấu cuốn sách khỏi Harry trong khi cả hai có một nụ hôn nồng cháy. Trở lại với tràn đầy sự quyết tâm, Harry lúc này quyết định sử dụng lọ dung dịch may mắn và tiếp cận giáo sư Slughorn. Cậu đã cùng ông tiến thẳng đến nơi mà Hagrid đang ở và phát hiện ra người bạn lâu năm của ông, nhện Aragog, đã chết. Cả ba sau đó đã quay trở lại căn lều của Hagrid và Harry cuối cùng đã thuyết phục được thành công vị giáo sư trao cho mình những ký ức thực sự. Ký ức này tiết lộ Tom Riddle đã hỏi ông về việc tạo ra những trường sinh linh giá. Theo lý giải, nó là một hoặc nhiều đồ vật và một con người có thể giấu một phần linh hồn của bản thân vào đó. Và bằng cách này, họ có thể được bảo vệ dù cho có bị tấn công hay thậm chí cơ thể bị phá hủy. Nói cách khác là trở nên bất tử. Quay lại hiện tại, cụ Dumbledore có vẻ như rất sốc khi biết rằng Tom đã phân mảnh linh hồn của mình ra để tạo thành không chỉ một mà rất nhiều trường sinh linh giá khác nhau. Cụ tiết lộ cuốn nhật ký mà Harry đã phá hủy ở phòng chứa bí mật và chiếc nhẫn của mẹ Voldemort đều là những trường sinh linh giá. Dumbledore sau khi dặn dò thì độn thổ đưa cả hai đến một vách đá bên bờ biển. Đi vào một hang động nơi đặt trường sinh linh giá, trên một bãi đất sâu bên trong, cụ Dumbledore buộc Harry phải bắt cụ uống một loại chất lỏng có thể thay đổi tâm trí để trường sinh linh giá có thể lộ ra. Lúc cụ Dumbledore dần dần hồi phục sau khi uống thứ chất lỏng, Harry lấy được trường sinh linh giá là một mặt dây chuyền nhỏ. Trong khi cố gắng giúp cụ Dumbledore hồi phục, Harry đã bị tấn công bởi rất nhiều âm binh. Rất may Dumbledore hồi phục kịp thời để đánh bại tất cả và cả hai cùng trở về tháp Thiên Văn ở Hogwarts. Dumbledore vẫn còn yếu vì những gì vừa xảy ra,
nhưng đã vội chỉ dẫn Harry đi tìm Snape. Tuy nhiên, trước khi Harry có thể đi thì tiếng bước chân đã vang lên, tiếng bước chân thuộc về Draco, người vung đũa lên với ý định giết Dumbledore nhưng lại bắt đầu ngập ngừng. Trong khi đó, với chiếc tủ biến mất, Bellatrix và các tử thần thực tử khác có thể xâm nhập Hogwarts thông qua một chiếc tương tự và tham gia cùng Draco. Snape lúc này cũng lặng lẽ đi đến tầng dưới, ra dấu cho Harry giữ im lặng và gia nhập các tử thần thực tử khác. Ông đối diện Dumbledore và kết liễu cụ bằng lời nguyền chết chóc. Snape, Draco và các tử thần thực tử khác rời trường. Bellatrix thì phá hủy đại sảnh đường trong niềm hân hoan tột độ. Harry cố gắng ngăn tất cả lại bằng phép Sectum Sempra, nhưng Snape đã làm chệch hướng nó và làm cậu choáng váng. Trước khi rời đi, Snape giải thích với Harry rằng mình chính là Hoàng tử Lai và là người đã tạo ra câu thần chú mà cậu vừa dùng. Quay trở lại trường, Harry chứng kiến toàn bộ giáo viên và học sinh đang thương tiếc về cái chết của cụ Dumbledore. Harry bước đến bên xác cụ Dumbledore đang nằm trước mặt với gương mặt đau buồn. Harry lúc này tiết lộ với Ron và Hermione rằng trường sinh linh giá mà cậu tìm được là đồ giả, chứa một thông điệp từ một người với bí danh là RAB đã lấy nó, và chính họ cũng đang tìm cách kết liễu mạng sống của Voldemort. Harry lúc này đã nói với bạn bè của mình rằng bản thân không có kế hoạch trở lại vào năm tới, thay vào đó tìm kiếm RAB và các trường sinh linh giá khác. Thời kỳ tăm tối bắt đầu vào mùa hè năm 1987, Bộ trưởng Pháp thuật cuối cùng cũng phải thừa nhận Chúa Tể Hắc Ám đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng. Để giữ cho gia đình không bị liên lụy bởi cuộc chiến, Harry đã khuyên nhủ gia đình Dursley rời khỏi căn nhà mà họ từng sống bấy lâu. Hermione cũng phải xóa đi trí nhớ của bố mẹ để đảm bảo an toàn cho họ. Cùng lúc này, Severus Snape đáp xuống trang viên nhà Malfoy, nơi mà Chúa Tể Voldemort đang tổ chức một cuộc họp với các tay sai của mình. Thảo luận về kế hoạch bắt sống Harry, Voldemort tuyên bố với các tử thần thực tử rằng tự tay mình phải là người giết Harry. Thế nhưng hắn sẽ cần một cây đũa khác để làm điều đó, bởi cây đũa của hắn và Harry có chung một lõi. Chúng có thể đả thương lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không thể giết chết đối phương. Vài ngày sau, một số thành viên của Hội Phượng Hoàng đến nhà Dursley với kế hoạch đưa Harry đến nhà Weasley. Alastair Moody thông báo rằng họ không thể độn thổ hoặc sử dụng mạng flu để di chuyển vì như thế vị trí của Harry sẽ bị lộ, nên tất cả sẽ phải tự bay đến hang sóc. Các thành viên của hội tình nguyện uống thuốc đa dịch để cải trang thành Harry nhằm đánh lừa các tử thần thực tử trong chuyến bay. Thế nhưng điều không ngờ đến là cuộc di chuyển đã bị phục kích bởi những tử thần thực tử ngay lúc cất cánh. Harry cũng suýt bỏ mạng nếu không có sự hy sinh của Hedwig. Sau khi cả nhóm tiến tới được hang sóc thì tin Moody hy sinh cũng vừa đến nơi. George thì bị thương nặng, cả nhóm nghi ngờ rằng có kẻ đã bán đứng tất cả. Bill lúc này nói rằng Mundungus Fletcher đã lập tức bỏ trốn khi nhìn thấy Voldemort. Đêm đó, Harry bị đánh thức bởi những hình ảnh về Voldemort thông qua kết nối giữa cả hai. Cảm thấy tội lỗi, Harry lựa chọn rời đi để không ai bị thương vì mình nữa. Ron phải thuyết phục cậu ở lại để dự đám cưới của Bill và Fleur. Sáng hôm sau, Rufus Scrimgeour đến và gặp Harry, Ron và Hermione, tiết lộ rằng cụ Albus Dumbledore đã để lại cho họ một số tài sản theo di chúc của mình. Với Ron, ông đã để lại cây cái tắt sáng để với hy vọng khi mọi thứ trở nên tối tăm nhất, nó sẽ soi sáng cho cậu. Với Hermione, cụ để lại cuốn truyện kể về Beedle, người hát rong. Đối với Harry, đó là quả Golden Snitch mà cậu đã bắt được trong trận Quidditch đầu tiên của mình. Rufus nói rằng cụ còn để lại cho Harry thanh kiếm nhà Gryffindor, thế nhưng việc này lại không thuộc quyền hạn của cụ, thanh kiếm sẽ xuất hiện với bất kỳ ai xứng đáng. Tối đó, tại lễ cưới của Bill và Fleur, Harry bắt gặp Luna Lovegood và cha của cô, người đang đeo một biểu tượng kỳ lạ quanh cổ. Đúng lúc này, dì của Ron đã nói cho Harry biết một số sự thật về cụ Dumbledore, rằng ông có một người em trai tên là Aberforth. Harry cũng nghe nói về cái tên Bathilda Bagshot, một sử gia phù thủy nổi tiếng cực kỳ hiểu về gia đình cụ Dumbledore và hiện đang sống ở thung lũng Godric. Bất chợt, đám cưới lúc này bị gián đoạn khi thần hộ mệnh của Kingsley Shacklebolt bay tới và cảnh báo rằng bộ pháp thuật đã chính thức thất thủ và bộ trưởng đã chết. Gần như ngay lập tức, các tử thần thực tử lao đến và đốt cháy căn lều. Harry, Ron và Hermione đã phải độn thổ đi và đáp đất tại London. Đến một quán cà phê nhỏ để bàn bạc kế hoạch, bộ ba bị phục kích bởi hai tử thần thực tử cải trang. Rất may là họ đã cảnh giác và đánh bại được chúng sau một cuộc giao tranh ngắn. Sau khi xóa đi ký ức của chúng, cả ba tiến đến ngôi nhà của Sirius Black để lẩn trốn. Tại đây, Harry đã khám phá ra danh tính thực sự của RAB, người được cho là đã lấy chiếc mề đay của Slytherin, cũng là thứ mà Voldemort đã biến thành trường sinh linh giá. Hóa ra, RAB là em trai của Sirius với cái tên là Regulus Arcturus Black. Tra hỏi gia tinh nhà Black là Creature, Harry biết được rằng chiếc mề đay đã thực sự ở trong căn nhà nhưng đã bị Mundungus lấy cắp trong một đêm nọ. Harry sau đó ra lệnh cho Creature mang Mundungus trở lại.
Thời điểm này tại Bộ Pháp thuật, Pius hiện tại đã thay thế Rufus ở vị trí bộ trưởng. Ông ta ra lệnh cho tất cả phù thủy và pháp sư phải xét nghiệm máu để kiểm tra tính thuần chủng và trừng phạt tất cả những ai mang trong mình dòng máu Muggles. Harry cũng trở thành người bị truy nã gắt gao nhất trên trang bìa. Trong khi bộ ba đang ngồi suy tư tại căn nhà, thì Creature với sự giúp đỡ của Dobby đã trở lại cùng với Mundungus. Hắn ta tiết lộ đã đưa cái mề đay cho Dolores Umbridge. Bộ ba sau đó lên kế hoạch sử dụng thuốc đa dịch để ăn cắp danh tính ba quan chức của bộ, lấy lại mề đay. Thế nhưng họ lại nhanh chóng bị chia cắt khi Ron phải chăm sóc cho người vợ trong nhân dạng mới của mình. Harry đến văn phòng của Umbridge để lấy mề đay, trong khi Hermione đi theo bà ta đến phòng xử án, nơi đang tổ chức những cuộc xét xử thiếu công bằng cho những người mang dòng máu Muggle. Trong lúc tìm kiếm, Harry chỉ nhìn thấy những tập tài liệu trên bàn của Umbridge về việc giám sát nhất cử nhất động của gia đình và người thân của cậu. Tức giận, Harry cùng Ron tiến thẳng xuống phòng xử án, cậu nổi cơn thịnh nộ và làm choáng bà ta. Bộ ba nhanh chóng lấy lại được chiếc mề đay và trốn thoát khi bị đám tay sai của mụ đuổi theo. Đáp xuống giường Dean, Harry và Hermione phát hiện ra rằng Ron đã bị thương nặng ở cánh tay. Cô nói với Harry rằng họ không thể trở lại căn nhà của Sirius vì những phù thủy khác đã được tiết lộ về nó. Sau khi Ron được chữa lành, Hermione làm bùa phép xung quanh căn lều mà họ dựng lên để che giấu cả ba khỏi những tử thần thực tử đang truy lùng. Harry lúc này cố gắng phá hủy mề đay nhưng vô ích. Sau khi chữa trị cho Ron, cả ba quyết định rằng họ sẽ tiếp tục tìm kiếm để tìm thêm trường sinh linh giá trong khi thay phiên nhau đeo mề đay. Thế nhưng họ nhận ra rằng bất cứ ai đeo chiếc mề đay đều sẽ có những cảm xúc tiêu cực hơn bình thường. Ron là người bị ảnh hưởng đặc biệt nhất khi cậu có một ảo tưởng về việc Harry và Hermione có tình cảm với nhau. Một đêm, Hermione nhận ra tại sao cụ Dumbledore lại để lại cho Harry thanh kiếm của Gryffindor. Cô nói với Harry rằng thanh kiếm được tạo ra bởi những yêu tinh, có nghĩa là nó sẽ không bị rỉ sét hoặc chảy xước và chỉ tiếp nhận những thứ sẽ làm cho nó mạnh hơn. Và Harry đã có thể kết liễu con rắn trong phòng chứa bí mật bằng thanh kiếm. Nó hiện tại đã được tẩm nọc độc của con mãng xà, một trong số ít những thứ hiếm có thể tiêu diệt một trường sinh linh giá. Ron lúc này xuất hiện và nói rằng thanh gươm đã bị lấy cắp, sau đó vì ảnh hưởng của chiếc mề đay, cậu đã tức giận bỏ đi mất. Ngày hôm sau, Harry suy nghĩ về trái Snitch, cậu áp môi mình vào nó và dòng chữ xuất hiện. Tôi mở ra vào thời khắc cuối. Harry chạy thẳng ra, đưa nó cho Hermione xem, nhưng cả hai sau đó đã không thể tạo ra bất cứ thứ gì từ dòng chữ, cũng như không thể tìm hiểu được bất cứ thứ gì về biểu tượng kỳ lạ mà Hermione tìm thấy khi đọc cuốn truyện kể về Beedle, người hát rong. Sau đó, Harry đề xuất rằng cả hai nên đến thăm thung lũng Godric. Hermione đồng ý vì cô tin rằng thanh kiếm Gryffindor có thể được giấu ở đó, cụ thể là trong nhà của Bathilda Bagshot. Sau khi đến nơi, thì hóa ra là bà đã bị con rắn của Voldemort ăn thịt và chỉ còn lớp vỏ bọc bên ngoài. May mắn là cả hai đã kịp trốn thoát và quay trở lại rừng Dean. Đêm hôm đó, Harry đang ngồi bên ngoài canh gác thì một thần hộ mệnh xuất hiện và dẫn cậu đi. Harry đi theo nó đến một cái hồ nhỏ bị đóng băng. Tại đây, cậu phát hiện ra thanh kiếm của Godric Gryffindor nằm ở dưới đáy và vội vàng lặn xuống để lấy nó mà không cần tháo mề đay. Thế nhưng chiếc mề đay cố gắng siết cổ Harry để ngăn chặn và suýt làm cậu ngộp thở. Đúng lúc này, Ron đã kịp thời xuất hiện và cứu lấy Harry. Mặc dù bị ảnh hưởng ít nhiều bởi chiếc mề đay, Ron cuối cùng đã hạ quyết tâm và phá hủy được nó. Cả hai sau đó quay trở lại căn lều, nơi Hermione ngày càng tức giận với Ron vì đã dám quay lại. Ron tiết lộ rằng cái tắt sáng của cụ Dumbledore không chỉ thu thập và loại bỏ các nguồn sáng mà nó còn đã hướng dẫn mình quay trở lại khi vang lên giọng nói của Hermione. Ngay sau đó, Hermione đề xuất rằng họ đến thăm nhà Lovegood và hy vọng rằng ông có thể giải thích biểu tượng bí ẩn ở trong sách. Đến nơi thì ông đã tiết lộ với cả ba về biểu tượng của những bảo bối tử thần. Ông kể cho cả ba nghe về câu chuyện về ba anh em nhà Peverell. Những bảo bối tử thần chính là ba vật phẩm huyền thoại xuất hiện trong câu chuyện. Cây đũa phép cơm nguội là cây đũa mạnh nhất còn tồn tại. Viên đá phục sinh, thứ có thể mang người chết trở lại. Và áo choàng tàng hình, giúp người khoác lên nó vô hình. Ai sở hữu cả ba món đồ sẽ trở thành chủ nhân của thần chết. Xenophilius sau đó cũng tiết lộ những tử thần thực tử đã bắt cóc Luna và ông phải dụ Harry đến để bảo toàn tính mạng cho cả nhà. Bộ ba nhanh chân hơn một bước, cuối cùng đã trốn thoát thành công. Tuy nhiên, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Sau khi quay lại khu rừng, cả nhóm đã đụng độ với một nhóm bắt người. Trong tình thế khó, Hermione buộc phải sử dụng phép nguyền lên khuôn mặt của Harry khiến cho nó biến dạng. Cùng lúc này, kết nối với Voldemort giúp Harry nhìn thấy khung cảnh chúa tể Voldemort đang thẩm vấn Grindelwald về chiếc đũa cơm nguội, thứ mà giờ đây đã được chôn cất cùng cụ Dumbledore. Cả ba bị bắt sau đó và đưa đến trang viên Malfoy. Tại đây, Draco Malfoy được yêu cầu xác định nhân dạng của Harry Potter nhưng lại tỏ ra do dự khi làm vậy. Bellatrix tình cờ phát hiện ra thanh kiếm Gryffindor và mụ nổi khùng lên, ra lệnh giam giữ Harry và Ron trong căn hầm, nơi Luna Lovegood, cụ Ollivander và yêu tinh Griphook
cũng đang bị giam giữ. Bên trên, Bellatrix tra tấn Hermione về thanh kiếm, thứ mà mụ tin rằng nó nằm trong căn hầm của mình ở Gringotts. Harry sử dụng chiếc gương hai chiều mà Sirius Black đưa cho cậu và nhìn thấy khuôn mặt của một người đàn ông khác. Cậu cầu xin người đàn ông trong gương giúp đỡ và Dobby ngay lập tức xuất hiện để cứu họ. Theo yêu cầu của Harry, Dobby độn thổ cùng với Luna và Ollivander để rút về ngôi nhà bên bờ biển, sau đó quay lại để giải thoát cho Harry và Ron. Một số cuộc đấu tay đôi lúc này xảy ra giữa Narcissa, Ron, Harry và Draco. Ngay trong lúc Hermione bị ép làm con tim, Dobby đã gây ra sự phân tâm để cả nhóm đoàn tụ. Sau khi khẳng định mình là một gia tinh tự do, Dobby độn thổ cùng tất cả thoát đi. Tuy nhiên, Bellatrix đã kịp tung con dao chí mạng vào trúng ngực Dobby. Chưa kịp hân hoan sau khi trốn thoát, bộ ba đẫm nước mắt chuẩn bị một lễ chôn cất cho chú gia tinh bé nhỏ. Ở một nơi khác, Voldemort đã tìm thấy được cây cơm nguội được chôn cùng Dumbledore. Harry Potter suy sụp sau sự ra đi của Dobby, cậu ngay lập tức tra hỏi yêu tinh Griphook về lý do Bellatrix lại nổi khùng như vậy. Griphook đáp rằng có một thanh y hệt trong đó nhưng là giả. Đến đây, Harry nghi ngờ có một trường sinh linh giá trong hầm do phản ứng của Bellatrix. Bộ ba sau đó đã đồng ý thỏa thuận với Griphook rằng ông sẽ đưa cả ba vào trong và cái giá đổi lại chính là thanh kiếm kia. Harry đi lên lầu để hỏi cụ Ollivander về sự tồn tại của những bảo bối tử thần, nói rằng cậu đã biết chính Ollivander đã nói với Voldemort về sự tồn tại của cây đũa cơm nguội và thú thực rằng hắn ta đã có được chúng. Với Harry và Griphook dưới áo choàng tàng hình, Hermione cải trang thành Bellatrix, bộ ba độn thổ tới ngân hàng Gringotts. Do diễn xuất chưa được hoàn hảo của Hermione, Harry và Ron buộc phải sử dụng lời nguyền sai khiến Imperius lên Bogrod để tiến vào sâu trong hầm. Đi đến nửa đường, lớp ngụy trang của cả nhóm đã bị trôi đi hết bởi cơn mưa sập trộm tẩy sạch mọi bùa phép. Bước vào bên trong căn hầm, cả ba tìm thấy chiếc cúp của Helga Hufflepuff, nhưng ngay trước khi kịp lấy nó thì lời nguyền nhân đôi được yểm vào căn hầm đã khiến cho mọi thứ tăng lên theo cấp số nhân. Harry sau đó đã sử dụng thanh kiếm để lấy được chiếc cúp. Griphook lợi dụng thời cơ lấy được thanh kiếm thì bỏ cả ba ở lại và gọi bảo vệ vào. Hermione lúc này nhanh trí bảo cả nhóm nhảy lên lưng con rồng và thoát đi. Qua một hồ nước, cả ba nhảy xuống và Harry lúc này lại nhìn thấy Voldemort đang tức giận, giết chết tất cả nhân viên ngân hàng vì đã để trường sinh linh giá của mình bị đánh cắp. Sau khi cảm nhận được những dấu hiệu của trường Hogwarts thông qua mối liên kết với Voldemort, Harry nói với Ron và Hermione rằng họ phải đến Hogwarts và phá hủy nó trước khi Voldemort biết được. Cả ba đến Hogsmeade và ngay lập tức kích hoạt báo động. Nhưng đúng lúc này, Aberforth Dumbledore đưa họ vào nhà của mình một cách an toàn. Harry phát hiện ra rằng Aberforth, em trai của Dumbledore, là người đã theo dõi họ qua mảnh vỡ của tấm gương và là người đã cử Dobby đến giải cứu họ. Aberforth sau đó khuyên cả ba từ bỏ nhiệm vụ và tự cứu lấy mình. Sau khi Harry khăng khăng hoàn thành những gì mà cụ Dumbledore đã bắt đầu, Aberforth triệu tập Neville Longbottom thông qua một lối đi bí mật đằng sau bức chân dung của Ariana để đưa họ vào Hogwarts. Tại đây, Neville và hầu hết các học sinh đã trốn trong căn phòng yêu cầu suốt cả năm. Tất cả chào đón Harry như một người anh hùng và ngỏ ý giúp đỡ cậu tiêu diệt các trường sinh linh giá. Luna Lovegood thì gợi ý về chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw, nhưng Cho ngay lập tức phủ nhận và cho rằng không ai còn sống mà thấy nó. Ginny lúc này đột ngột xuất hiện và nói rằng Snape đã biết việc Harry đột nhập, ông ta muốn tất cả tập trung tại đại sảnh đường. Tại đây, Snape ra lệnh cho bất cứ ai có thể nắm giữ thông tin về vị trí của Harry phải báo cáo ngay lập tức, nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt tàn khốc. Harry ngay lập tức lộ diện và quở trách Snape vì đã đứng ở nơi mà cụ Dumbledore đã từng đứng với tư cách là hiệu trưởng. Cùng lúc này, những thành viên của Hội Phượng Hoàng bước vào đại sảnh đường. Snape rút đũa phép trong giận dữ, nhưng giáo sư Minerva McGonagall bước vào để bảo vệ Harry. Bà liên tục tung ra những lời nguyền khiến Snape phải tháo chạy. Một lúc sau, Voldemort khuếch đại giọng nói của mình để mọi người trong lâu đài có thể nghe và bảo họ từ bỏ Harry để đổi lấy mạng sống của chính mình. Pansy Parkinson đột nhiên hét lên để bắt Harry, nhưng Ginny và các thành viên khác của hội đã bao vây Harry để bảo vệ cậu. Giáo sư McGonagall lúc này ra lệnh cho August Filch đưa Parkinson và các học sinh Slytherin khác vào ngục trong sự hân hoan của mọi người. Trong khi tất cả chuẩn bị chiến đấu, McGonagall sử dụng những bức tượng hiệp sĩ của Hogwarts để hỗ trợ họ trong trận chiến. Trong khi Filius Flitwick, Horace Slughorn và Molly Weasley dựng một tấm khiên xung quanh lâu đài. Không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu, Harry quyết định bắt đầu vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Nhưng Luna đã buộc cậu phải lắng nghe mình. Luna đưa cậu xuống nơi hồn ma của Helena cư ngụ. Sau khi Harry khẳng định rằng bản thân chỉ muốn phá hủy nó, Helena đã tiết lộ rằng Voldemort đã giấu nó trong căn phòng yêu cầu. Trong khi đó, Ron và Hermione mạo hiểm vào phòng chứa bí mật để lấy chiếc răng nanh của con tử xa. Sau khi Hermione phá hủy chiếc cúp, cả hai gần như bị giết bởi một cơn sóng thần. Tuy nhiên, sóng gió tan biến và cuối cùng, cả hai đã có nụ hôn say đắm đầu tiên với nhau.
Lúc này, lũ tử thần thực tử và tay sai đã đến và cố gắng phá vỡ tấm khiên, thế nhưng không thể đi qua được. Cuối cùng, Voldemort quyết định sử dụng một câu thần chú mạnh mẽ để làm cho chiếc khiên tan biến. Trận chiến Hogwarts bắt đầu. Sau khi chiếc khiên bị phá hủy, lũ tay sai điên cuồng truy đuổi Neville qua chiếc cầu gỗ. Tuy nhiên, Neville đã làm cho cây cầu sụp đổ và giết chết gần như tất cả những kẻ bắt người. Các tử thần thực tử, giám ngục, người khổng lồ và nhện cùng lúc tấn công Hogwarts đã bị những học sinh kiên cường chống trả. Trong căn phòng yêu cầu, Harry ngay lập tức phát hiện ra chiếc vương miện nhưng phải đối mặt với Draco Malfoy đi cùng với Goyle và Zabini. Trong cuộc đối đầu, Draco yêu cầu Harry trả lại cây đũa phép của mình, thế nhưng Ron và Hermione đã can thiệp và tước đũa khỏi Malfoy. Ron tức giận đuổi theo Goyle sau khi anh tung lời nguyền chết chóc, suýt trúng Hermione. Nhưng khi quay lại, Ron cảnh báo rằng Goyle đã vô tình phóng hỏa toàn bộ nơi này. Ron lúc này phát hiện ra một đống cán chổi nhỏ và cả ba đã cùng nhau thoát đi. Tuy nhiên, trước khi trốn thoát, Harry đã muốn giúp Malfoy và Blaze để cả hai thoát chết trong gang tấc. Sau khi cứu thành công, tất cả nhanh chóng thoát khỏi căn phòng. Harry lập tức phá hủy chiếc vương miện và Ron đá nó vào căn phòng yêu cầu đang bốc cháy. Sau khi phá hủy vương miện, Harry nhìn thấy Nagini và Voldemort trong nhà thuyền. Voldemort ra lệnh cho Lucius mang Snape đến. Bộ ba lúc này chạy xuyên qua lâu đài đã bị tàn phá để tránh những con quái vật để đến nơi. Hàng trăm giám ngục đổ xô xuống lâu đài, nhưng Aberforth đã kịp thời xuất hiện, tạo ra một chiếc khiên khổng lồ và đẩy lùi chúng. Bộ ba cuối cùng cũng tới nơi, họ nấp sau tòa nhà và lắng nghe Snape và Voldemort thảo luận về cây đũa cầm nguội. Mặc cho lời giải thích của Snape, Voldemort vẫn tin rằng cây đũa thực sự thuộc về ông vì chính Snape là người kết liễu Dumbledore. Sau khi nói lời tiễn biệt, Voldemort lập tức cắt cổ Snape và ra lệnh cho Nagini tấn công ông, sau đó rời đi. Harry lúc này lặng lẽ bước vào và cúi xuống bên cạnh Snape để kiểm tra vết thương. Harry nhìn thấy giọt nước mắt của ông đã rơi và Snape cầu xin Harry hãy lấy chúng. Trước khi lìa đời, Snape thì thầm rằng Harry có đôi mắt tuyệt đẹp của mẹ. Lúc này, Voldemort khuếch đại giọng nói của mình lần nữa để ra lệnh lui quân về rừng cấm và cảnh báo Harry rằng nếu không từ bỏ mạng sống của mình, hắn ta sẽ phá hủy và giết tất cả những ai cản đường. Harry lúc này mới nhận ra ngôi trường Hogwarts giờ đây đã thành một đống đổ nát với xác người la liệt. Bộ ba đến chỗ gia đình nhà Weasley để rồi nhận ra Fred đã hy sinh. Và rồi sau đó lần lượt, Remus và Tonks cũng đã không thể qua khỏi trong trận chiến. Bước đi với lương tâm bị giằng xé, Harry bước vào phòng hiệu trưởng và tiến đến chỗ chậu tưởng ký. Tại đây, những ký ức từ giọt nước mắt của Snape đã tiết lộ mọi thứ. Từ đây, Harry nhìn thấy câu chuyện cuộc đời của Snape. Trong suốt thời thơ ấu, Snape và Lily đã là bạn tốt của nhau và Snape đã phải lòng cô. Tại Hogwarts, Lily được xếp vào Gryffindor và gặp cha của Harry, James Potter, để mặc Snape thất vọng nhìn vào. Snape và Lily vẫn là bạn của nhau trong suốt thời gian ở trường, bất chấp việc ông được xếp vào nhà Slytherin. Sự căm ghét của Snape đối với James càng trở nên nhiều hơn khi Lily yêu James và sau đó kết hôn với anh. Khi lớn lên trở thành một tử thần thực tử, Snape đã kể cho Voldemort tất cả những gì ông biết về lời tiên tri, về kẻ sẽ tiêu diệt hắn và không hề biết hắn ta đã định nhắm vào gia đình Lily. Khi Voldemort bắt đầu lên kế hoạch giết Harry và cha mẹ của cậu, Snape quay sang cầu xin Albus Dumbledore, cầu xin cụ giấu họ đi. Dumbledore đồng ý với điều kiện là Snape phải cải tà quy chính. Snape tuân thủ ngay lập tức. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của Dumbledore, sự phản bội của đuôi chùn đã hại chết cha mẹ của Harry. Khi Snape đến thăm Lily vào đêm đó, ông thấy Lily đã chết và gục xuống. Ông ôm chặt Lily trong tay mình và òa khóc. Dumbledore sau đó thuyết phục Snape bảo vệ Harry nếu Voldemort trở lại. Snape đồng ý. Chính ông là người đã giúp cho cụ Dumbledore sống được thêm một khoảng thời gian sau khi cụ bị trúng lời nguyền hắc ám vì đeo nhẫn. Dumbledore sau đó nói với Snape rằng cụ biết Voldemort đã giao cho Draco công việc giết mình và khẳng định chính Snape mới là người phải giết cụ. Dumbledore cũng tiết lộ vào đêm mà lời nguyền chết chóc phản ngược lại và giết chết Voldemort, một phần linh hồn của Voldemort đã tan vỡ và nhập vào Harry. Điều này có nghĩa là Harry cũng là một trường sinh linh giá bất đắc dĩ và cậu phải chết để Voldemort bị tiêu diệt hoàn toàn. Snape lúc này gọi ra thần hộ mệnh của mình, một con nai cái để thể hiện tình yêu của mình với Lily suốt thời gian vừa qua. Harry bị sốc vì Snape lâu nay luôn đứng về phía cụ Dumbledore và luôn bảo vệ mình, vì vậy cậu quyết định hy sinh bản thân. Sau lời chào tạm biệt đầy nước mắt với hai người bạn, Harry bước đến lấy trái Golden Snitch ra khỏi túi của mình. Lúc này trái Snitch mở ra và viên đá phục sinh mang cha mẹ của Harry cùng Remus và Sirius trở lại. Tất cả động viên Harry và nói rằng họ mãi ở trong tim cậu. Sau đó Harry tìm thấy Voldemort đang đợi cậu ở giữa khu rừng. Harry đứng yên, nhắm mắt khi Voldemort từ từ nâng đũa phép và niệm lời nguyền chết chóc vào mình. Harry thức dậy tại ngã tư vua, giờ đã trắng xóa. Cậu tìm thấy một phiên bản Voldemort nhuốm đầy máu đang rên rỉ trong đau đớn. Đột nhiên, cụ Dumbledore xuất hiện. Cụ giải thích rằng
Harry thực sự chưa chết mà lời nguyền chỉ phá hủy một phần trường sinh linh giá bên trong cậu. Cụ nói rằng Harry hoàn toàn có thể quay trở lại và kết liễu Voldemort hoặc tiếp tục sang thế giới bên kia. Một lúc sau, Harry tỉnh lại nhưng giả chết để đánh lừa Voldemort. Voldemort và các tử thần thực tử hành quân trở lại lâu đài với Hagrid bế Harry trên tay. Voldemort chiến thắng, tuyên bố cái chết của Harry đến lâu đài, khiến Ginny bắt đầu hét lên trong đau lòng. Hắn thông báo với họ rằng đã đến lúc họ phải nghe lệnh mình hoặc là chết. Bất chợt Neville bước tới trong sự cười nhạo của Voldemort, cậu khẳng định rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Những người đã hy sinh để chiến đấu cho tự do, cho công lý và những người họ yêu thương. Ngay lúc Neville rút thanh kiếm của Gryffindor ra, Harry bật dậy và chạy đi mất, đồng thời quăng hàng loạt bùa chú về phía Nagini. Việc Harry vẫn còn sống đã khiến cho tinh thần của đội quân Voldemort lung lay. Lần lượt bọn họ rời bỏ hắn, bao gồm cả gia đình nhà Malfoy. Trận chiến tiếp diễn với việc Voldemort hất tung Neville bay trở lại đại sảnh đường. Voldemort và Harry lúc này đấu tay đôi khắp nơi trong lâu đài, trong khi Ron và Hermione đều cố gắng tiêu diệt Nagini. Dưới sự hỗn loạn, Bellatrix chạy đến và gần như giết chết Ginny, nhưng Molly Weasley tức giận đến bảo vệ con gái cô và loại bỏ Bellatrix mãi mãi. Sau bên trong Hogwarts, Harry nói với Voldemort rằng cái đũa phép cơm nguội sẽ không bao giờ làm hại được cậu vì nó chưa bao giờ thuộc về Snape. Cả hai cùng nhau nhảy xuống khỏi lâu đài và bay xung quanh trước khi hạ cánh dưới sân trường. Cả hai tuyệt vọng nhặt cây đũa phép lên và tung chiêu về phía nhau một lần nữa. Trong khi đó, Neville thức dậy trong đại sảnh đường và lấy lại thanh kiếm Gryffindor giữa lúc hỗn loạn. Lúc này, Nagini dồn Ron và Hermione vào một góc sau khi những nỗ lực tấn công nó của họ thất bại. Trong giờ khắc sinh tử, Neville bước vào giây phút cuối cùng và chặt đầu nó. Nagini tan biến trong làn khói đen và Voldemort khuỵu xuống khi nhận ra trường sinh linh giá cuối cùng của mình đã biến mất. Harry nhìn thấy kẻ thù của mình gục ngã và nhận ra trường sinh linh giá đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu sử dụng hết sức lực cuối cùng của mình để phản công bằng một lần cuối. Hai phép thuật lại va chạm, nhưng lần này Harry thắng thế trước Voldemort cho đến khi ánh sáng xanh xuyên qua các khe nứt trên cây đũa phép và nhấn chìm hắn ta. Cây cơm nguội lúc này đáp lại phép Expelliarmus và bay vào trong không khí. Cuối cùng, đáp xuống tay chủ nhân thực sự của nó. Chúa tể hắc ám dần dần biến mất, cuộc chiến tranh cuối cùng đã thực sự kết thúc. Trong khi những người khác hồi phục sau trận chiến, Harry giải thích cho Ron và Hermione rằng tại sao cây đũa phép lại không tuân lệnh Voldemort. Đúng là hắn đã giết Snape, nhưng Snape chưa bao giờ đánh bại cụ Dumbledore. Trước đó, Draco đã tước vũ khí của cụ Dumbledore. Vì vậy, chiếc đũa phép đã đổi chủ, cho đến khi Harry đã tước đi cây đũa phép của Draco. Vậy nên, bây giờ Harry là chủ nhân của cây đũa quyền năng nhất, nhưng lại gây ra quá nhiều rắc rối. Harry bẻ nó làm đôi và vứt nó xuống vực sâu. 19 năm sau, Harry và Ginny kết hôn và có với nhau 3 người con là James Sirius Potter, Albus Severus Potter và Lily Luna Potter. Họ đến sân ga 9¾ để tiễn Albus và James đến Hogwarts. Họ gặp Ron và Hermione, cũng đã kết hôn và có 2 người con. Draco cũng có mặt, đã kết hôn và có một đứa con trai giống anh, tên là Scorpius Malfoy. Cuộc phiêu lưu chính thức kết thúc khi chúng ta nhìn thấy bộ ba một lần cuối cùng và màn hình từ từ chuyển sang màu đen. Cuộc hành trình phá hủy trường sinh linh giá khép lại. Và đó là toàn bộ cuộc hành trình mà Way to Weird Movie chúng mình xin gửi đến cho các bạn trong video dài nhất mà chúng mình từng làm. Nếu như các bạn thích những video trọn bộ như thế này thì đừng quên để lại một like và share để ủng hộ cho chúng mình các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Way to Weird out!